tuần trước. Sau màn so tài đầy thú vị, chúng ta đang rất hồi hộp chờ đón kết quả của hai đấu sĩ Vinh Thi và Thảo Phạm, và kết quả sẽ được tiết lộ sau ít phút nữa. Đêm nay, các đấu sĩ sẽ tiếp tục cống hiến cho quý khán giả những ca khúc xuất sắc nhất. Những chiêu trò, chiến thuật và cả những quyền trợ giúp sẽ được các thủ lĩnh sử dụng như thế nào? Ai sẽ là đội giành chiến thắng nhất tuần? Ngay bây giờ sẽ là kết quả của hai đấu sĩ Vinh Thi và Thảo Phạm. Chào mừng quý các bạn đã đến với chương trình Đấu trường âm nhạc 2022. Vâng, và chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty M&T Pictures thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và sẽ phát lại vào ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2 vào lúc 13 giờ nha. Một tuần đã trôi qua, chị còn hồi hộp không chị? Hết rồi, bớt rồi em. Bớt hồi hộp đúng không? Em cũng ở nhà cũng hồi hộp lắm. Ở dưới một người hết hồi hộp chứ ạ. Chương trình không có hồi hộp lắm mà hai bạn nói riết tôi muốn ép tim luôn nè. Muốn ép tim đúng không? Dạ, anh nghĩ là ai rớt ạ? Em nghĩ coi anh nghĩ ai rớt. Nhưng mà anh thích nhất là hai MC rớt nha chị. Đó, bởi vậy. Dạ bây giờ chúng ta cũng đến với thời khắc để xem ai sẽ là người ở lại chương trình đây. 3, 2, 1, bắt đầu. Ai đây? Là ai đây? Bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả 3, 2, 1. Tập hợp rồi, một lần nữa chúc mừng thủ lĩnh Lâm Hùng. Vâng, và một lần nữa xin chúc mừng đội của anh Lâm Hùng đã là người thứ nhất. Chúc mừng đội anh Hùng nha. Anh hơi tự tin rồi đó anh. Nói chung thì anh rất là khiêm tốn. Không, bây giờ em chưa thấy anh khiêm tốn lần nào luôn đó. Dạ, cái gì anh nói cũng được hết trơn rồi. Nhưng mà bây giờ chiến thắng thuộc về anh rồi đó. Bây giờ anh muốn đấu với ai nè? Bây giờ thì Khánh Phương thì anh thấy em nên nghỉ ngơi chút xíu đi. Nãy giờ em nghỉ nãy giờ rồi anh. Em nghỉ tiếp tục đi. Anh sẽ tiếp tục đấu với Lâm Vỹ Dạ nữa. Bởi vì anh với Lâm Vỹ Dạ nó có một cái kêu bằng cái là cái cuộc chiến truyền kỳ rồi. Sao anh đấu với tôi hoài vậy? Bởi vì anh thích. Anh thích hả? Bây giờ anh muốn chọn đội em, anh chọn ai? Anh sẽ chọn bạn nam, Can Vũ. Wow. Cái gì rất nam của đội em anh mới vừa lòng hết Hùng. Chưa chắc mà chị Dạ. Sao em thiếu tự tin quý vị? Quên, đúng rồi. Bây giờ em là lợi thế, em chọn bài hát mà đúng không? Dạ đúng rồi. Để em suy nghĩ cái bài hát nào có lợi thế với đội em hơn. À, có rồi. Bài gì? Sau ca khúc Anh Ơi Ở Lại Nhưng Anh Không Ở Lại. Hả? Thì em sẽ đáp trả bằng một ca khúc, đó là Chỉ Là Không Cùng Nhau. Wow. Bây giờ sẽ là ca khúc Chỉ Là Không Cùng Nhau. Xin mời hai đấu sĩ bước xuống sàn đấu của mình. Xin mời. Vậy bây giờ là ca khúc Chỉ Là Không Cùng Nhau, Can Vũ. Và có lời nào thách đấu với bên kia không? Lúc đầu thì em hơi kiêu ngạo thì có nói là đấu đi rồi biết. Nhưng mà thực ra là Can muốn mang tinh thần là đấu trường âm nhạc thì chúng ta hãy cứ hừng hực lên để đấu với nhau. Nhưng mà muốn rằng là ngay bây giờ sẽ cùng nhau quyện vào cái ca khúc này. Có đôi chút hồi hộp bởi vì ngồi bên dưới thì có một ca để hát bài hát này nha. Đúng rồi ạ. Hát cho tốt em nha. Bây giờ thì Thảo Phạm, em có lời nào chia sẻ với lại Can Vũ không nào? Dạ vâng, thì em cũng không có lời gì nói nhiều hơn. Thì chúng ta hãy thắng thua không quan trọng, nhưng mà mình hãy hát thật là hết hồn. Hát hết mình em ơi. Hát hết hồn là hết hồn thiệt em nha. Ý bạn là hát hết cái hồn trong bài hát. Hát hết cái hồn. Dạ. Tim của anh là giống anh, rất là khiêm tốn. Hát hết hồn luôn hả? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu như hai bạn đã sẵn sàng thì còn chần chờ gì nữa. Trận đấu xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai, con đường ngỡ bước chân đôi bên giờ chia hai. Ai nói ra lời gian dối làm toàn nát con tim ai. Một người nỡ một người vỡ bao mộng mơ. Rời xa nhau, số thế vẫn còn mang tên nhau. chỉ là số, số che đi ta còn yêu nhau. Vì cuối cùng đời ta hứa sẽ chờ dấu qua bao lâu, tình vẫn đậm sâu. Từng yêu nhau, từng là của nhau thật lâu, đến sau cùng chẳng thể có nhau bắt đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ buông tay để được thấy nhau về sau, trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu. Mãi rồi cũng sẽ tìm được ngấp nghé sau của nhau, chỉ là không cùng nhau. Hẹn nhau nhé, kiếp sau ta lại nhận ra nhau, không lùi bước nắm tay nhau qua đời thương đau. Nước mắt ta dành để khóc những ngày có nhau bên nhau. Hẹn nhau nhé, hẹn nhau kiếp sau tìm nhau. Rời xa nhau, sau tiếc vẫn còn mang tên nhau, chỉ là dấu, sao che đi ta còn yêu nhau. Vì cuối cùng đời ta hứa sẽ chờ dấu qua bao lâu, tình vẫn đậm sâu. Từng là của nhau thật lâu, đến sau cũng chẳng thể có nhau bắt đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Giờ buông tay để được thấy nhau về sau, trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu. Ai rồi cũng sẽ tìm được đáp án sau của nhau, chỉ là không cùng nhau. Từng là của nhau thật lâu, đến sau cũng chẳng thể có nhau bắt đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết tương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Dù buông tay để được thấy nhau về sau, trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu. Ai rồi cũng sẽ tìm được cách bên sau của đau, chỉ là không cùng nhau. Đó chính là ca khúc nhạc ngoài lời Việt chỉ là không cùng nhau. Nhưng mà cái điều quan trọng áp lực hơn nữa là người viết lời Việt, chị biết là ai không? Huy, giám khảo ở dưới luôn. Thì anh Huy ơi, thì bây giờ nghe hai bạn hát thì anh Huy có lời nào gọi là nhận xét với tiết mục vừa rồi không ạ? Với cương vị là cái người viết lời Việt bài này thì khi nghe tên thì mình rất là háo hức xem là hai bạn sẽ là thể hiện bài hát này như thế nào. Và mình cảm ơn hai bạn vì hai bạn đã làm bài hát này một lần nữa sống lại trong trái tim mình, cảm giác lần đầu tiên mình nghe nó. Wow. Về các nhận xét sâu hơn thì bài này là một bài hát khá khó khi song ca, tại vì nó yêu cầu quãng giọng của nam và nữ có một sự cách biệt rất là lớn, mà hai bạn là đúng là khớp hẳn với cái bài, vì khoảng giọng của nam và khoảng giọng của nữ đều đáp ứng được các yêu cầu của bài hát. Riêng bạn Thảo Phạm, quãng cao của em rất là sáng, nhưng mà nếu em được rèn luyện thêm á thì nó sẽ tốt hơn nữa và nó có cái sự cộng hưởng làm cho nó vang hơn. Nhưng mà hiện tại trong bài hát này em mỗi lần em lên những cái cung cao á thì em làm anh hồi hộp, thật sự em làm anh hồi hộp, là nó vẫn chưa có một cái độ an toàn nhất định. Còn ở Can Vũ thì Can Vũ được cái là giữ được tinh thần của bài hát, giữ được cái phong độ từ đầu chí cuối của bài hát và làm cho người nghe cảm thấy được là người nghe đang thưởng thức bài hát, không có bị hồi hộp. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin cảm ơn giám khảo. Ngay bây giờ xin mời hai đấu sĩ của chúng ta cùng bước lên hố sâu bí ẩn. Xin mời ạ. Bây giờ chúng ta cùng đến với kết quả để xem ai sẽ là người ở lại đây. Chị Kim Anh nghĩ là ai đây? Đối với chị thì ai cũng hát hay đúng không? Đúng rồi, rất là thích hai giọng của bạn. Tại khi hai bạn hát thấy không hòa quện vào nhau lắm, cho nên chị vẫn thích hai bạn ở lại hơn. Và bây giờ sẽ là kết quả 3, 2, 1. Bắt đầu. Wow, xin chúc mừng Lâm Vũ. Chúc mừng Vũ Linh, Lâm Vỹ Dạ. là hiện tại ba thủ lĩnh còn đều thành viên, mỗi đội còn hai thành viên. Ủa khoan Xí, chị là thành viên luôn hả? Dạ không, chị là MC chứ. Dạ điều nè, 1, 2. Bên đây còn có 1 nè. Wow, trời đất ơi, em quên luôn á, em cứ tâm lý là một mình em giận rồi đó. Trời ơi Lâm ơi là Lâm, em đối xử với chị tệ quá. Dạ em xin lỗi chị nha. Lâm đang chọc vào nỗi đau của anh. Như vậy là thủ lĩnh Lâm Hùng chỉ còn một người thôi, cẩn thận nha. Chị dạ, không biết chị có muốn mời thành viên còn lại về sớm luôn hay không? Không lẽ mình sử dụng chiến thuật diệt cỏ thì phải diệt tận gốc sao? Em nghĩ cũng nên. Cũng nên đúng không? Ban đầu em thấy gọi là ảnh hóng hách lắm. Ảnh hóng hách đúng rồi. Bây giờ vẫn vậy. Bây giờ vẫn vậy kêu vậy. Em năn nỉ chị. Mãi đỉnh. Bây giờ anh vẫn mãi đỉnh. Em là muốn diệt cỏ gì tận gốc không? Đúng vậy. Em nghĩ chị bứng anh giùm em đi. Không, chị nghĩ là tâm lý anh đang không ổn định. Thôi mình hãy để ảnh nghỉ ngơi đi. Để ảnh ổn định tâm lý. Sao mình không lại bứng luôn đi rồi cho anh nghỉ ngơi sớm? Không, tội. Tội hả? Tội lắm. Dạ, vẫn còn có chút nhân đạo hả chị? Thương bạn nữ kia. Dạ dạ. Đó. Như vậy quyết định của chị là? Là chọn đội của anh Khánh Phương. Ok. Chị chọn ai à? Chọn nam Hoài Sơn. Dạ. Anh thủ lĩnh Khánh Phương ơi, bây giờ anh sẽ chọn bài hát. Không biết anh sẽ chọn bài hát gì đây? Hai bạn nam, Khánh Phương sẽ chọn một bài tông nam, một bài hát cũng có nghĩa là hai em đều biết. Em không sai, chúng ta sai. Yes. Như vậy là hai đấu sĩ ta sẵn sàng, còn chần chờ gì nữa, trận đấu xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Tin vào giây phút ấy, không ngờ đến ngày ta chia tay. Xin lỗi anh không giữ lời hứa, không một ai được phép tổn thương lên người con gái ấy. Nhưng dù sao điều anh muốn biết, khoảng cách nào mà ta tạo ra dẫu chấm hết, phải nhẫn đau một lần mới thấu. Nếu đã là của nhau không giữ chặt tay, sẽ vụt mất về sớm. Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không sống, đỡ làm người yêu không. Thế thì có xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ người làm tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi. Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài. Điều sau cuối anh làm, nụ cười em đem hết đi, cứ coi đôi cùng lại để anh mà. Hey, hey mọi người đâu đã? Yeah. Ở bên dưới bắt tay lớn của bài hát này đúng không ạ? Yeah. Bao lần ta bỏ qua cho nhau, nhưng nỗi lòng cả hai tạo ra nhiều vết xưa. Hình như sau mỗi lần cãi vã, anh dần dần nhận ra ta không còn thân nhau yêu nhau như lúc ngày xưa. Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không sống, nữa làm người yêu không. Thế thì có xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ người làm tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi. Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài. Điều sau cuối anh làm, nụ cười em đem hết đi, cứ coi nỗi buồn lại để anh mà. Đành vậy em cứ đi như vậy, nếu em không còn yêu anh nữa. Mời mình vì tình yêu đến vậy, chia tay để tìm người tốt hơn. Biết anh quá vô tâm, đến ngay cả một người cũng đánh mất. Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong. Nó là người yêu không, thế thì có xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ người làm tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Và anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi. Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh có chắc ngày dài. Điều sau cuối anh làm nụ cười em đem hết đi, cứ gọi nỗi buồn lại để anh mà. Tuyệt vời, tuyệt vời, quá tuyệt vời, đúng không? Vậy đó chính là ca khúc Em Không Sai, Chúng Ta Sai. Và bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét đến từ những vị ban giám khảo ạ. Trang rất là thích tặng một hai bạn là 1 9 1 10 luôn. Nhưng mà Trang cảm thấy hơi tiếc cho Hoài Sơn một chút là bởi vì khi mà em hát á, chị cảm thấy rằng là cái âm thanh của em nó chưa được phát ra, nó chưa được thoát ra để cho mọi người cảm thấy là rõ lời hơn và cho mọi người cảm thấy đã hơn. Mặc dù là em feel khá tốt và em bè cũng rất là tốt. Nhưng mà chị muốn rằng là em tập luyện thanh hoặc là tập hát nhiều hơn một chút nữa để cái âm thanh mình có thể mở ra và hát tốt hơn. Riêng còn Khang Vũ thì chị cảm thấy rất là đã với cái phần thể hiện của em, bởi vì em vừa feel và cái giọng hát của em vừa trầm ấm và lại rõ lời và thanh thoát thì chị rất là thích. Cảm ơn giám khảo. Như vậy là hai đấu sĩ đã sẵn sàng. Ai sẽ ở lại đây? Một Hoài Sơn đẹp trai, hát hay với sự yêu mến của quý vị khán giả tại phim trường, hay là một Can Vũ giọng hát rất lãng mạn và trầm ấm? Ai sẽ là người ở lại? 3 2 1 bắt đầu. Xin chúc mừng Lâm Vỹ Dạ đã thắng với trận đấu vừa rồi. Và ngay bây giờ Lâm Vỹ Dạ hãy chọn đấu sĩ đi nào. Bây giờ tới lượt em chọn hả? Đúng rồi. Em thấy tội hát mặt công tử quá, tội quá, thương quá. Anh vẫn bình thường. Ai cũng chỉ còn một con gà chiến thôi. Đâu phải mình anh, đầu trên xóm dưới cũng đôi ba người. Thì có đáng lẽ em không chọn anh Hùng đâu, mà do cái thái độ đó liên quan liên tục. Đúng vậy, cho nên em quyết định em chọn đội anh Lâm Hùng. Ta mãi định. Đúng rồi, định mà. Dạ, dạ Lâm Hùng. Sao em? Không biết là anh chọn bài hát gì cho thành viên của mình đây? Không. Hả? Không phải chọn anh, bắt buộc phải chọn anh là người được chọn, anh phải người được chọn bài hát. Không, anh có quyền. Quyền gì? Anh quyền gì ở đây? Anh quyền thua gì? Rồi. Anh có quyền gì? Quyền anh sử dụng là quyền gì à? Xin mời anh mở bao thư ra. Ở nhà tôi rảnh mấy tháng nay là tôi nghiên cứu cái đấu trường âm nhạc này rồi, cho nên bữa nay sử dụng tới quyền sử dụng tới quyền để coi quyền gì. Anh cũng chưa biết quyền gì luôn nữa. Một anh nào. Vâng, quyền chặn. Quyền chặn à? Như vậy là chị Dạ không có quyền chọn đội thủ lĩnh của anh Lâm Hùng mà phải chọn thủ lĩnh Khánh Phương. Em chọn cô gái cuối cùng của đội anh. Ok, như vậy thôi chúng ta đành phải chấp nhận thôi. Như vậy thì trời, chiến thuật ghê quá. Trời ơi nó nói gì mà nhanh quá, không hiểu nghe được gì luôn á. Ok, như vậy thì anh sẽ đề xuất một bài hát. Bài này là một bài có thể nói là sở trường của cô bé này. Không biết có phải sở trường của bạn em trai kia không, nhưng mà anh hy vọng là ca khúc này sẽ là một vũ khí của em. Bài hát này mang tên Tàu Về Quê Hương. Chị có muốn bên kia lên tàu và về luôn không chị? Chị muốn đi luôn. Dạ hả? Lên một mình đi, đừng dắt đội chị theo. Và bây giờ thì xin mời hai đấu sĩ của chúng ta xuống đấu trường thôi nào. Xin mời. Xin mời. Đổi lên em ơi. Như vậy là hai đấu sĩ Kim Anh và Can Vũ đã sẵn sàng. Kim Anh ơi, Em có lời nào thách đấu với đội bên kia không? Em bên đây thì cũng xin nói là bài hát này là sở trường của em á. Rồi giọng đấy với mình đó là sở trường rồi, còn Can Vũ. Thôi bài này thì em đưa anh lên tàu rồi anh sẽ bơi theo em, đi cùng với em, còn đến đâu thì hay đến đấy. Vũ Linh, vậy bây giờ còn chần chờ gì nữa, hai bạn đã sẵn sàng thì bây giờ trận đấu xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Anh Hùng ơi, cái gì quê chơi anh ơi, mời lên tàu. Anh ơi đố thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau luôn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng thương hai đứa đâu em, không ai cho mình tình yêu anh có cho em. Vì đây mình sống như tiên một con đường trắng trên nguyên một căn nhà bé xinh xinh một khu vườn kia. Em lo sau ngày cưới còn anh là chú rể mới, em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mười hướng còn anh là trăng là bướm, anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên bình nhất và nơi nào thơ mộng nhất, anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em về. Chỉ còn bay về núi để ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dấu nhà. Em theo anh về cùng để chân khóc quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thênh thang, một răng một cõi bên cùng trên mọi là. Thương cho con tàu cùng chung như kiếp sân ga, sinh ra trong đời tìm quê lưu khách đi xa. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để đi về nhà. Sẵn sàng đưa anh về tàu với em chưa? Dạ rồi ạ. Yeah. Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau luôn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu em, không ai cho bằng tình yêu anh có cho em. Vì đây mình sống như tiên, về đây một trắng trình nguyên một căn nhà bé xinh xinh một phố vườn hiền. Em là sau ngày cưới còn anh là chú rể mới, em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mười hướng còn anh là trăng là bướm, anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và thơ nào mơ vồng nhất, anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em về. Chỉ còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thênh thang, rộng ngang một cõi bên mang cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chung như kiếp sân ga, sinh ra trong đời làm thân lưu khách đi xa. Tàu đi tàu gõ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để đi về nhà. Tàu đi tàu gõ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để đi về nhà. Hay mà đẹp đôi chứ Nhật Kim Anh. Cưng quá dễ thương. Nghe muốn đi đám cưới liền luôn á. Hay thiệt. Không mà bạn kia hát 3-4 bài thì không có dấu hiệu bị mệt nha chị nha. Không. Không có dấu hiệu bị đuối luôn đó. Quá hay luôn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo ạ. Xin chúc mừng hai đấu sĩ đã hoàn thành phần thi của mình. Vì là bạn nữ, đúng là bài này là sở trường của bạn. Và bạn hát cũng rất là tròn trịa và giọng cũng rất là hợp. Tuy nhiên không thể phủ nhận một điều là bạn nam với tinh thần rất tốt. Riêng về tinh thần thì anh thích tinh thần của em hơn. Đó, mặc dù cái quãng giọng khá là bất lợi cho em. Thấp thì hơi thấp quá, mà cao thì cũng hơi cao quá. Nhưng mà em vẫn cố gắng xử lý và cũng cố gắng là để làm khác giữa các đoạn với nhau. Mặc dù anh chọn bạn nữ nhưng hy vọng là nếu mà em hát bài này những lần sau nữa thì em trình diễn nhiều hơn. Tại vì bài hát này nó rất là tươi, rất vui. Phần trình diễn của em hơi ít. Thủ lĩnh Khánh Phương, anh nghĩ sao bây giờ? Anh thấy là lành ít dữ nhiều hay không? Khánh Phương phải nói là dòng bạn bên kia rất là tự tin và rất là tốt. Ai có phải ra đi thì Khánh Phương cảm thấy là người ở lại cũng sẽ là xứng đáng thôi. Nhưng mà Khánh Phương hy vọng là Khánh Phương còn người lại cho đứng đỡ lạnh. Dạ. Anh nói chuyện nhưng mà anh muốn đi về liền hả chị ha? Bị lung lay rồi chị Dạ ơi. Thấy thương quá. Thấy thương không chị? Thấy thương quá. Đi ăn ủi một lời đi chị. Ăn ủi là đáng lẽ người ta đi. Không, chị dành lời ăn ủi đó cho đội chị. Nếu như mà con báo của đội chị có lỡ chụp xuống hố thì đừng lo, chị vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh em. Chị vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh em. Vâng, và cảm ơn Lâm Vỹ Dạ rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời hai đấu sĩ của chúng ta lên hố sâu bí ẩn. Con báo của tôi. Kim Anh và Can Vũ đã sẵn sàng rồi. Hai tay bấu vào vai của mình à. Ai sẽ là người chia tay đây? Kim Anh. Hết rồi. Không, em nói Kim Anh này. Kim Anh ơi, cố lên em nha. Hít thở sâu, thở nhẹ nhàng. Can Vũ, em cũng vậy. Hãy thích thật sâu và thở ra nhẹ nhàng. Đó, sợ quá, sợ quá. 3, 2, 1. Bắt đầu. Xin chúc mừng Kim Anh, thủ lĩnh là Can Phương. Yes. Con báo của tôi. Mất con báo rồi. Xin chúc mừng thủ lĩnh Khánh Phương à. Thôi tưởng anh về sớm rồi đó, ai mà có về. Bây giờ bên đó vừa mất con báo vậy mình... Em mất con báo nhưng em vẫn còn vàng anh. Và ca khúc. Ca khúc này muốn gửi đến tặng bạn Can Vũ. Ca khúc được mang tên Khi cô đơn em nhớ ai. Vũ ơi, Vũ ơi, Vũ ơi. Vâng, và bây giờ xin mời hai đấu sĩ của chúng ta xuống đấu trường để thi đấu cùng nhau nào. Và ngay bây giờ hai đấu sĩ của chúng ta đã sẵn sàng rồi. Và Thái Ngân, thì bây giờ em đang cảm xúc như thế nào nào? Chia sẻ và có đôi lời gì với đối thủ của chúng ta không? Cảm xúc của em bây giờ rất là hừng hực. Hừng hực. Đang rất là hừng hực. Cho em hỏi máy lạnh mình mở có lạnh quá không vậy? Sao tự nhiên em rung giống anh Vương hồi nãy vậy? Rung với chị không phải máy lạnh đâu chị nha. Còn Kim Anh? Mặc dù cái bài này không phải là sở trường của em, nhưng mà em cũng cố gắng hết sức để trình diễn ca khúc này thật là tốt nhất ạ. Và ca khúc Khi cô đơn em nhớ ai sẽ phép được. Bắt đầu. 3, 2, 1. Từng giọt mưa lung linh xôn xao để mong mơ trong em bay cao, em đâu biết tình đây sát sao. Phố xa thênh thang dáng ai về, mơ lúc vai kề vẫn thấy miên man từng đêm những cơn bể. Nhẹ nhàng mưa trong đêm thâu lung linh cơn mưa ngâu, nghe nhau mãi làm gì giọt sâu. Hãy trái tim cô đơn lạc loài, hãy nở nụ cười để thấy quanh em tình yêu vẫn cứ tươi. vân tay lên khóe môi, chiếc hôn bóng xa vời đem vấn lời lòng dù qua phố đông. Người ơi anh biết không, vẫn say đắm trong lòng, dù thời gian trôi qua tình vẫn trao người thiết tha. Giọt mưa lung linh xuân sao để mộng mơ trong em bay cao, em đâu biết tình này xa sao. Phố xa thênh thang khi đêm về, mơ lúc vai kề vẫn thấy miên mang từng đêm những cơn mê. Nhẹ nhàng dù trong đêm thâu lung linh cơn mưa ngâu, mưa sông mãi làm gì giọt sâu. Hỡi trái tim cô đơn lạc lõi, hãy nở nụ cười để thấy quanh em tình yêu vẫn có đó. Đặt bàn tay lên khóe môi, chiếc hôn bóng xa vời đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông. Người ơi anh biết không, vẫn say đắm trong lòng, dù thời gian trôi qua tình vẫn trao người thế. Một trong hai thủ lĩnh ai sẽ cô đơn đây? Lo. Khi cô đơn chị nhớ ai? Khi cô đơn chị nhớ đội chị lắm. Vậy hả? Còn anh, khi cô đơn anh nhớ ai? Cô đơn nhớ mẹ. Nhớ mẹ. Cảm ơn anh. Mọi người cái là hiếu đạo. Cô đơn nhớ mẹ nha. Vậy đó chính là ca khúc Khi Cô Đơn Em Nhớ Ai. Và với lời trình bày của Thái Ngân cũng như là Kim Anh thì bây giờ sẽ là những lời nhận xét đến từ những vị ban giám khảo. Xin mời ạ. Với tiết mục này thì Phương Anh sẽ không nói câu là chúc mừng hai em đâu. Tại vì là có thể mọi người sẽ nghĩ rằng Phương Anh khó, nhưng mà với cái tiết mục này thì Phương Anh thấy lỗi hơi nhiều của cả hai bên. Các em trượt nhịp này, các em vấp này. Và bạn Kim Anh thì cái phần xuống thấp của bạn nó hơi bị xỉn. Bạn cũng rất là cố gắng rồi, nhưng mà tuy nhiên thì tôi vẫn thích bạn Thái Ngân hơn. Bây giờ đang đến hồi gai cấn đúng không chị Kim Anh? Đúng rồi. Và ngay bây giờ thì không có để mọi người chờ lâu nữa, mời hai đấu sĩ của chúng ta bước lên hố sâu bí ẩn. Xin mời. Ủa sao đội em chưa gì đã nói là chị ở lại bảo trọng nha chị, là sao? Tự nhiên gửi gắm vậy. Xem ra cái chiến thuật của mình cũng ghê gớm. Tính ra anh Hùng là nguy hiểm nhất nha. Kim Anh và Thái Ngân đã sẵn sàng, không biết thủ lĩnh nào sẽ chia tay thành viên của mình đây. Xin mời. Một là Kim Anh thành viên đội anh Khánh Phương. Hả? Qua đây với em. ta là đối thủ của nhau mà. Đối thủ, nhưng mà khúc này em cần có anh Phương à. Em sợ em bị sốc. Hiện tại hai thủ lĩnh đang nắm tay nhau và đó là đoàn kết. Không biết ai sẽ đăng quang đây. Một là thủ lĩnh Khánh Phương, hai là thủ lĩnh Lâm Vỹ Dạ. Anh muốn ai sẽ là người rớt xuống à? Anh thấy hai bạn mà anh thương quá. Thương quá? Ờ. Nhưng mà vẫn muốn cho... Anh có thể nói nhanh hơn không? Cái lúc này mình nói nhanh cho em à. Tại vì á, hồi nãy giờ các bạn làm cho mình hồi hộp quá. Bây giờ mình phải làm hồi hộp lại. Mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Cảm ơn anh. Rồi, đừng hỏi, okay. Đừng hỏi anh Hùng nữa, okay. Đừng để anh Hùng nói gì nữa đâu. Wow. 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 Chúc mừng cùng đội Trần Vũ. Yes. Chúc mừng Kim Anh, chúc mừng em ạ. Đừng nghe, bình tĩnh. Bây giờ em còn ai không? Em đâu còn ai đâu. Em vẫn còn hai anh. Bây giờ cô đơn. Em vẫn còn hai anh. Em vẫn còn hai anh hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà hai anh là đối thủ của em mà. Dạ cho hai anh còn đứng cạnh cũng được. Cảm ơn hai anh. Ok. Wow, xin chia buồn của thủ lĩnh Lâm Vỹ Dạ. Ủa Phan Xí chia buồn mà wow. Qua một tâm lý mà thường chúc mừng mà xong em quên. Ủa là dạ hết người luôn hả? Dạ hết người rồi đó. Anh không thấy sao anh còn hỏi? Đâu, anh Hùng còn hai người, còn hai MC đứng cái bên mà. nhưng mà hết người rồi em đứng đây làm gì? Ủa anh Hùng, anh muốn đuổi em đi luôn hả anh Hùng? Anh nào dám. Chị là chỉ còn cái quyền đỡ đó, cầm quyền đỡ để chị về chị đỡ ai ạ? Không cần phải đỡ ai cả. Bây giờ tôi đứng đây để chi? Để nhìn hai người đấu đá với nhau rồi tôi cười vào đội thua cuộc. Bây giờ là anh Lâm Hùng sẽ đấu với lại bên đội của anh Khánh Phương. Ok, nếu vậy thì bây giờ chắc là không còn một lựa chọn nào khác, sẽ là hai bạn cuối cùng đấu với nhau. Xin mời thủ lĩnh Lâm Hùng hãy chọn bài hát ạ. Bạn của mình đó là sở trường nhạc rock. Nhưng mà mình lại thích nhạc trữ tình. Bolero. Trời ơi anh ơi, là lợi thế của đội người ta đó. Cái chiến thuật anh. Bởi vì khi mà mình hát thì mình có thể hát tất cả. Mình thắng vậy mình mới là mãi đỉnh. Ý anh Hùng là chấp với Vân. Ý là chấp với Vân. Không cần chấp, bởi vì đã vào tới đây rồi thì ai cũng hay. Ok rồi, anh cho bài đi anh. Em về kẻo trời mưa. Wow, wow. Em về kẻo trời mưa. Xin mời hai đấu sĩ cùng bước ra sàn đấu để cùng đấu với nhau ạ. Hình như là cái bài đó anh gửi cho em hả anh Hùng? Đúng rồi. Anh Hùng anh muốn đuổi tôi về mà. Bây giờ ba anh em mình sẽ đứng chung với nhau. Em nghĩ là như vậy là hợp lý. Hai anh lại đây với em nào. Hai anh lại đây với em nào. Chúng ta đứng chung với nhau để mà. Thế tôi có quyền lực không? Tôi thua mà tôi quyền lực. Hai anh lại đây với em nào. Ok. Anh không nghĩ em có ngày này luôn á. Dạ. Vậy bây giờ trận đấu với ca khúc được mang tên Em về kẻo trời mưa. Trận đấu xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao anh còn đứng mãi? Hãy nói một lời, có phải anh dân em? Có phải anh dân em? Nếu ngày mai xa cách nhau, em chẳng nên âu sầu. Trời có đổ mưa ngâu, đôi ta chẳng tan vỡ. Dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau, để chìm vào trong bể dâu. Yêu nhau từ độ nào, mấy mùa trăng lên cao, thiết tha cho mối duyên tình đôi ta bên lâu. Mùa thu lá bay bay thật nhiều, kỷ niệm cầm thương bấy nhiêu. về kêu trời mưa mau. Yêu nhau từ độ nào mấy mùa chẳng lên cao, thiết tha cho mối duyên đầu để tình đôi ta bên lâu. Mùa thu lá bay bay thật nhiều, kỷ niệm càng thương bấy nhiêu. Nếu tình đôi ta dở dang, anh hãy xem như là một giấc ngủ chim bao, mai sao cùng quên hết đôi hướng cuộc đời. Có lẽ không gặp nhau, em về kêu trời mưa mau. Đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau, em về kêu trời mưa mau. Wow, bài hát là tới 5 vũ đoàn như vậy hết á, quá trời. Vậy đó chính là ca khúc Em Về Kẻo Trời Mưa. Wow, một hai nỗi buồn đúng không chị? Một nỗi buồn đây da diết nè, một cái giọng mà buồn sâu thẳm luôn. Đúng rồi, Nói chung- nồng ấm. Dạ. Ban đầu cái bạn này cất lên em nói chết rồi, sao làm lại ai về bên kia cất lên thì quá là trầm ấm 1910 đi. luôn đó. 1910 đó. 10 đúng không? rồi. Dạ. Bây giờ xin mời ban giám khảo cho những lời nhận xét cho hai đấu sĩ ạ. Ở đây á, thì chúng ta sẽ nghe được là ngay từ đầu tiên vào với cái chất giọng của bé Kim Anh thì bé đã mượt mà và đã tinh tế ngay từ những âm đầu tiên, và bé làm chủ rất là tốt cái chất giọng của mình, cái âm thanh của mình. Và đây cũng là một cái cách gọi là một cái sự phân biệt giữa cái cách hát cũ và cách hát mới. Ở em á là em đã có những cái kỹ thuật mình hay mở khẩu hình để mình tạo ra cái âm thanh đó, nhưng nó sẽ không có được liền lạc với nhau giống như là Kim Anh. Khi Kim Anh hát là nó rất là mượt mà từng câu, và nếu như mà Kim Anh có thể tự tin và chủ động điều khiển hơn nữa thì càng ngày bé sẽ là một cái nhân tố rất là tuyệt vời. Vâng, xin cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Và ngay bây giờ không biết ai, đấu sĩ nào sẽ là giải nhất tuần này mang về 15 triệu đồng cho team của mình. Bây giờ giọng ai cũng hay ha. Đúng nhưng mà rồi. Bây giờ chỉ chọn ra một giọng mà thôi. Chính xác. Cho anh có ý kiến. Dạ. Sao vậy anh? Bởi vì đây là bài hát anh chọn cho team của anh. Anh có gì muốn anh có gì cảm thấy hối tiếc không? Anh có yêu cầu. Em biết rồi. Có phải là anh muốn leo trên đó? Không phải mình anh mà anh với hai thủ lĩnh sẽ đứng lên đó. Không anh. Hai anh đấu với nhau mà chỉ có hai hố thôi. Chỉ có hai hố thôi anh. Như vậy anh quyết định là anh và Khánh Phương sẽ đứng lên hố sau đó. Hay quá, một tràng tay cho hai thủ lĩnh gì ơi. Rất là bản lĩnh. Dạ. Và ngay bây giờ xin mời hai thủ lĩnh. Anh quyết định mà anh không hỏi ý kiến người ta luôn. Khánh Phương sao em? Anh Khánh Phương có đồng ý hay không ạ? Nếu mà anh không sợ thì mắc gì em phải sợ đúng không? Tính anh thì đúng là bản lĩnh đàn ông phải không? Máy đỉnh. Anh muốn hỏi cái đoạn đường từ hố sâu đi về cái đất gần không? Dạ nhiều khi mình về không được luôn. Ở đây là đảo quan lên. Dạ rất là nhiều người đến đã lạc rồi mà không về được. Và ngay bây giờ xin mời hai thủ lĩnh cùng bước lên hố sâu bí ẩn. Xin mời các anh. Và trước khi đến với kết quả thì xin mời hai đấu sĩ hãy gửi đến hai thủ lĩnh của mình những lời nói thật là yêu thương, thật là thành tâm nhất ngay lúc này, nhất là đội của anh Lâm Hùng. Anh nói gì với anh Hùng đi em. Dạ đầu tiên thì em xin được cảm ơn anh Hùng, thủ lĩnh của em. Tại vì em thấy em đứng dưới đây mà anh ở trên giống như là Romeo Juliet, cho nên em chỉ có một lời ngắn muốn nói với anh thôi là anh thôi, anh bảo trọng nha anh. Hình như em làm anh sợ hơn là trấn an đó em. Mời em. Dạ em cũng xin muốn nói là em chúc anh may mắn nha. Dạ. Dạ em cũng xin nói thêm là mặc dù những cái phần thi trước của em nghĩ là em hát cũng chưa được hoàn hảo lắm mà em cũng xin tất cả mọi người bỏ qua cho em. Rất là khiêm tốn, rất là dễ thương. Nhưng mà ngày hôm nay đó là bất ngờ khi mà hai thủ lĩnh đứng ở đây lần đầu tiên, đúng không chị Cẩm Anh? Đúng rồi. Lần đầu tiên trong mùa này có hai thủ lĩnh xưng phong lên đây đứng. Này là anh hùng xưng phong chứ Phương không xưng phong. Dạ anh Hùng thật sự là quá anh hùng nha anh Hùng nha. Anh Hùng kéo Phương xưng phong. Khánh Phương muốn gửi đến anh Hùng một câu hát là đã đến lúc nói lên câu giã từ, đường tình yêu hai hố sâu. Bên kia có muốn đáp lại cái gì không ạ? Đang ung dung trên trời đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Anh hôm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thánh thơi. Ai đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Chúng ta cùng rớt xuống hố sâu nha. Dạ anh Hùng mãi đỉnh ạ. Mãi đỉnh. Vậy bây giờ là thời khắc quyết định để xem thủ lĩnh nào sẽ ở lại và thủ lĩnh nào sẽ lọt xuống hố kia đây. Thời gian bắt đầu. Em lo quá chị ơi. Em run quá. Em run mà cái em bấu chị vậy? Không biết là ai đây. 3, 2, 1, bắt đầu. Và dứt tuần ngày hôm nay thuộc về thủ lĩnh Khánh Phương. Như vậy là chúng ta tìm ra đội nhất tuần ngày hôm nay không ai khác đó chính là thủ lĩnh Khánh Phương. Và phần thưởng nặng quá chị ơi, rất là nặng luôn. Vậy chị phải đổi giùm em đi nè. Vậy là 15 triệu đồng sẽ thuộc về team của Khánh Phương. Và không biết là đội mình chiến thắng rồi, anh Khánh Phương cảm xúc của anh bây giờ như thế nào ạ? Thực ra là Khánh Phương khi mà Khánh Phương chỉ còn là một người thì không bao giờ Khánh Phương nghĩ là đội Khánh Phương sẽ chiến thắng trong ngày nay, nhưng mà điều này chứng tỏ là trong tất cả mọi cuộc chơi chúng ta nên cố gắng và đến giây phút cuối cùng, bởi vì lúc nào cũng sẽ có những điều bất ngờ xảy ra. Và đội nhì tuần ngày hôm nay đó chính là thủ lĩnh Lâm Hùng. Xin mời anh ạ. Nói chung thì rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng team mãi đỉnh của mình. Mình chỉ nói ngắn gọn thôi, chúng ta mãi đỉnh. Và đội giành giải ba. Giải ba mà sao vui như giải đặc biệt vậy? Vì em vui quá, thấy gì em vui ghê. Hồi nãy lúc mà trước khi chơi em có hỏi là thắng hay thua có do nghiệp của thủ lĩnh không? Bây giờ nó giận vô rồi đó. Xin lỗi các em. Dạ, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đã có những cuộc đấu rất là vui và thú vị, đúng không? Xin cảm ơn tất cả anh chị em nghệ sĩ đã tham gia cũng như là đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn tất cả các bạn đấu sĩ đã đấu hết mình cũng như là đem đến những nụ cười thật là sảng khoái. Vâng, và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Đấu trường âm nhạc 2022. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty M&T Pictures thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2 vào lúc 13 giờ. Quý vị nhớ đón coi nhé. Và bây giờ thời lượng cũng đã hết rồi. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Với những toan tính đầy thông minh, thủ lĩnh Khánh Phương và các đấu sĩ của mình đã giành chiến thắng đầy ngoạn mục. Xin chúc mừng! Cũng xin cảm ơn thủ lĩnh Lâm Hùng và Lâm Vỹ Dạ cùng các đấu sĩ của mình đã đến tham gia chương trình. Hy vọng rằng đây sẽ là những kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi người khi đến với đấu trường âm nhạc. Hùng với bạn Ngọc gửi lời chào quý vị khán giả đi nào. Lâm Hùng và Khánh Ngọc, hai vợ chồng Lâm Hùng xin gửi đến tất cả quý vị xem đài chương trình Giải mã tri kỷ lời chào trân trọng nhất. Dạ. Anh cũng xin chào em luôn. Dạ, em chào anh Hùng, chào bạn Ngọc. Và chúng ta sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn, khán giả sẽ biết nhiều hơn về cặp đôi này. Hãy cùng đến với phần xin chào. Sở hữu giọng hát ngọt ngào cùng ngoại hình ưa nhìn, Lâm Hùng từng là gương mặt ăn khách với những ca khúc quen thuộc của thế hệ 8X, 9X. Vào quãng thời gian đó, anh được khán giả gọi với cái tên trìu mến là ông vua nhạc miền Tây. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, anh gặp vài biến cố đời tư và mất tích khỏi làng giải trí. Ngày hôm nay, ca sĩ Lâm Hùng đã cùng vợ có mặt tại chương trình Giải mã tri kỷ. Quý vị và các bạn hãy cùng Khả Như giải mã những câu chuyện xoay quanh cặp đôi này nhé. Được biết là bạn Khánh Ngọc là fan của anh Không. Không phải fan chứ là sao? Cực kỳ ghét anh ngày xưa. Ghét anh? Ừ. Chết rồi, có khi nào mình ghét của nào mình trao của đó không? Nhưng mà cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng gặp nhau mà thương nhau vậy anh? Cách đây khoảng 14 năm, trong một lần đi phỏng vấn đi nước ngoài thì xong rồi tụi anh vào cà phê cùng với ba tổ chức và tình cờ gặp bà xã anh nghỉ hè để xuống Sài Gòn. Vậy là bà xã anh ở đâu mà xuống Sài Gòn chơi? Lúc đó anh cứ nghĩ bà xã anh là người Nhật, mà anh thì anh rất là thích cái nét đẹp của những cô gái Nhật. Cho nên... Mà cuối cùng là chỉ ở đâu? Ở Đà Lạt. Vậy thì lúc đó rồi anh thấy dễ thương quá rồi anh làm quen. Lúc đó thì anh thấy đẹp quá, anh mới nhờ tài xế của anh qua để tặng cái album von năm của anh. Tặng xong rồi xin số điện thoại và anh nhận về được một cái số điện thoại của bạn vợ anh. Tại vì vợ anh không có ưa anh lúc đó. Không ưa luôn. Cực kỳ ghét anh. Rồi làm sao anh chinh phục được vợ anh? Thì có hẹn với nhóm bạn của vợ anh đi cà phê. Dạ. Xong buổi chiều là anh đi nước ngoài luôn. Cà phê xong rồi thì anh lại tiếp tục anh điện thoại. Anh cứ ngỡ là bà xã anh nhưng mà là điện thoại cho bạn của vợ anh. Ôi vậy giờ mà hỏi nha, hỏi Khánh Ngọc nha. Sao không thích anh Hùng vậy? Tại ảnh là nghệ sĩ á, và em tiếp xúc với ảnh em thấy nghệ sĩ chắc người ta không có thật lòng đâu, thường là đùa giỡn thôi. Rồi em sợ là không dám tiếp xúc nhiều, rồi đặt tình cảm này nọ, mất công mà sẽ đi xa quá, rồi mình là người sẽ chịu nhiều nỗi đau này nọ, nên em không có để ý. Em không để ý? Dạ. Không để ý là tại vì mình lo sợ nhiều quá. Mặc dù trước đó là có quen nhau là nghệ sĩ chưa? Dạ chưa. Chưa mà dám phán đoán người ta như vậy. Bởi vậy ai cũng nghĩ nghệ sĩ đa tình, khi mà anh cảm nhận bản thân anh thì anh thấy anh rất đàng hoàng. Anh nghĩ vậy? Không bao giờ bậy bạ. Người ta đồn là anh Lâm Hùng là một người rất là đào hoa, rất là kiểu mà thật ra ca sĩ nam mà họ lãng tử lắm. Thì em có gặp khó khăn trong cái chuyện đó không? Dạ, lúc đầu em cũng bối rối lắm. Khó khăn nào cũng có. Nhưng mà khi mà được làm vợ của ảnh rồi thì em hiểu ảnh nhiều hơn. Tiếp xúc với công việc của ảnh nhiều thì em cảm thấy thông cảm cho chồng mình. Giống như mình cũng như hòa vào trong nghề của ảnh vậy đó. Hòa vào trong nghề. Vậy thì hai vợ chồng quen nhau được bao lâu thì cưới? Dạ, cũng 3 năm á chị. Quen 3 năm rồi. Cưới nhau đến nay là bao nhiêu năm rồi? Dạ 11 năm rồi. 11 năm? Dạ. Trời ơi, ôi em bất ngờ quá à, thật sự luôn á. Em thấy được cái sự trẻ trung của hai người, đúng kiểu mà anh trai với em gái luôn á, thật sự luôn á. Dễ thương quá à. Em có nghĩ là bà xã anh đã 3 cháu rồi. 3 cháu rồi, chắc khán giả cũng sẽ có phản ứng giống như em thôi. Tại vì không biết là ca sĩ Lâm Hùng ở bên ngoài có cuộc sống như thế nào. Rồi hôm nay anh kể là anh có vợ lâu rồi và một cô vợ rất là trẻ trung, mà trong khi đã có 3 đứa con rồi. Hôm nay Khả Như sẽ quyết định là khai thác cho thật kỹ là tại sao mà họ trẻ được như vậy nha. Em muốn hỏi đó là trong cái thời gian mà hai người quen nhau, cưới nhau đến nay là 11 năm thì có bao giờ mà em cảm thấy là mình phải dừng lại? Tại vì mình còn trẻ, mình còn thanh xuân, mà cái anh chàng này là đi hát tối ngày như vậy. Có bao giờ em cảm thấy chạnh lòng và em muốn dừng lại tất cả mọi thứ không? Có bao giờ mình đứng trên cái bờ vực đó không? Dạ cũng chỉ mới xém thôi chứ. Mới xém thôi đúng không? Dạ. Tại sao vậy? Tại vì sanh được bé thứ 3 thì bắt đầu em cũng hơi mệt mỏi, rồi chăm sóc một lần 3 bé thì cũng lâu lâu stress này nọ. Thì đôi lúc thấy sao mà chồng mình thì bận bịu, còn mình thì suốt ngày có con này kia, rồi cũng suy nghĩ lung tung. Nhưng mà cũng may mắn là ảnh, những lúc mà ảnh không có đi show hay là rảnh rỗi là ảnh sẽ dành thời gian cho gia đình. Ảnh dẫn vợ con đi giải stress, đi ăn uống, đi chơi cho các con này nọ, thì em cũng thấy an ủi, rồi em cũng hiểu, thông cảm cho chồng. Ở nhà anh Lâm Hùng là một người cha như thế nào? Dạ, ảnh rất có trách nhiệm, thương con, nhưng mà làm sao? Em phải hỏi cho kỹ chứ. Dạ. Đôi lúc cũng hay trốn việc chăm sóc con tí. Trốn. Tại sao vậy anh? Công việc của anh thì ngày nào anh cũng đi hát, anh tiếp xúc với cái sự ồn ào nhiều quá. Và không phải riêng về hát, anh còn những cái mảng kinh doanh khác nữa. Cho nên đầu óc anh lúc nào cũng căng thẳng và rất là thương con. Nhưng mà hình như chưa bao giờ anh ẵm con được 15 phút. Thì công việc bình thường của Khánh Ngọc là làm gì? Dạ em có bán hàng online mà chuyên về dòng sản phẩm. Dạ dầu thơm và mỹ phẩm với thời trang nữ em bé nữa chị. Dạ. Có nghĩa là đây là một cái cặp đôi mà Như rất là bất ngờ về tất cả mọi thứ, để xem là họ hiểu nhau như thế nào. Cưới nhau được 11 năm rồi, quen nhau được 3 năm, có nghĩa là có đến 14 năm bên cạnh nhau. Và chúng ta hãy cùng làm một bài trắc nghiệm anh nhé. Hãy cùng Như đến với phần thách thức, xin mời. Anh Lâm Hùng và bạn Khánh Ngọc thân mến, chúng em có 10 câu hỏi trong phần thách thức. Hai người chỉ cần vượt qua 9 trên 10 câu hỏi thôi là hai người thắng. Ở nhà có 3 đứa con rồi phải không? Đúng rồi. Chơi sao cho con mình nể nha. Đừng có ăn gian nha. Câu đầu tiên, anh Lâm Hùng có làm nũng với vợ trước mặt các con không? Tuyệt vời. Lúc nào vậy, kể tôi nghe coi. Dạ em thấy cũng thường xuyên ảnh hay ganh tị với con nên ảnh nói sao sao ba không được chăm sóc như vậy. Ồ, ganh tị với con hả? Trời đất ơi, sao mà mình có tuổi rồi mình đi ganh tị với con gì không biết nữa. Câu tiếp theo, theo anh chị trong cuộc sống vợ chồng có nên im lặng với những thói quen xấu của nhau để gia đình êm ấm hay không? Tuyệt vời. Không, chúng ta phải nói chuyện đúng không anh? Đúng rồi em. Câu tiếp theo, chị Khánh Ngọc có từng ước rằng tất cả các fan của chồng mình là nam hay không? Từ từ nha. Cứ đưa thôi. Wow. Wow, không. Anh thích cái tiếng này nha. Tại sao không? Tại vì anh đàng hoàng quá mà. Dạ, anh đàng hoàng quá. Câu tiếp theo, anh Lâm Hùng có quan tâm đến những nỗi buồn của Khánh Ngọc không? Em nghe cái này là biết đúng rồi. Anh có hay quan tâm vợ? Có chứ. Chị Khánh Ngọc có bao giờ nghĩ là anh Lâm Hùng cho bạn mượn tiền mà giấu mình không? Trả lời có hay không? Không. Tại sao vậy, biết hết hả? Đâu có tiền không cho mượn. Dạ, có gì cũng ảnh với em cũng có nói chuyện với nhau hết nên chắc là không có giấu. Không có giấu, có gì cũng nói. Tốt, em ghi nhận anh. Câu tiếp theo, có bao giờ anh chị trốn con đi chơi riêng không? Kết quả là... Từ từ. Câu tiếp theo, lúc mới quen anh Lâm Hùng có từng bị chị Khánh Ngọc từ chối tình cảm không? 1, 2, 3. Trời, có hả? Có chứ. À, lúc mới quen là bị từ chối hả? Đúng rồi. Trời ơi, vừa lắm. Câu tiếp theo, chị Khánh Ngọc có từng thần tượng nam ca sĩ nào khác ngoài anh Lâm Hùng không? 1, 2, 3. Không luôn. Mà không mê ai hả? Hình như là không có thần tượng ai hết chị. Ủa? Thôi chị cũng được, cũng được. Ok. Câu tiếp theo, anh Lâm Hùng có giỏi công việc gia đình không? Anh nói là có. Anh làm gì mà anh nghĩ là anh giỏi trong gia đình? Nói chung là những cái gì anh cũng đều làm được hết trong gia đình, nhưng mà anh nhường cho vợ anh làm. Bởi vì cái phụ nữ anh sẽ làm nhịn. À, anh nhường nhịn. Dạ, vợ anh hơi cọc rồi đó, anh thấy để không. Câu tiếp theo, chị Khánh Ngọc có bao giờ giấu chồng về con số thật sự trong việc mua sắm hay sở thích của mình không? Không. Tại vì xài tiền của chồng phải không? Không. Vợ anh thì anh không quan tâm tới cái việc bán hàng của vợ anh. Chưa bao giờ anh quan tâm, mà anh cũng không có quảng bá gì cho vợ anh hết. Và vợ anh cũng không có xài tiền của anh. Wow. Tiền của anh để dành thì vợ anh để cho con anh. Ba mẹ chuẩn của năm. Như ơi. Dạ. Anh còn nợ tiền vợ của anh ngược lại nữa đó. Anh còn nợ ngược lại. Âm ngược lại. Sau 10 câu hỏi trôi qua, hai người đã trả lời được 8 trên 10 câu. Chúc mừng anh. Vẫn thua nha anh. Ok vậy em. Dạ vẫn thua chứ. Tại vì 9 trên 10 mình mới thắng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng khóc tay. Cho em hỏi là trong cuộc sống anh cảm thấy tình yêu nó màu gì? Hồi xưa lúc mới biết yêu thì nó màu hồng. Dạ. Bây giờ thì nó đậm hơn, nhưng mà nó qua màu đỏ rồi. Nó chuyển qua màu đỏ. Ok. Có đỏ. Khánh Ngọc em thích màu gì? Dạ em thích màu trắng. Màu trắng đúng không? Ok. Rồi bây giờ em còn những cái loại nước như thế này, em xin phép giới thiệu với hai người. Đây là gọi là quầy cóc tay của em. Người ta hay gọi đó là cóc tay ương, tay quạ. À yeah. Dạ. Ai pha em? Em pha đó. Ồ. Nhưng mà cái người chọn thức uống á, lại là hai người. Nên hai người bây giờ chọn tiếp hai cái loại thức uống mà mình thích đi nào. Nãy giờ anh chọn màu trắng rồi thì bây giờ tới anh chọn màu trắng. À anh chọn màu trắng. Ừ. Rồi, giờ chọn gì nữa nè? Màu, dạ, màu vàng đi chị. Rồi, bột nghệ. Trời ơi. Ok, đừng lo, đã có em chăm sóc. Nghe là thấy thơm rồi đó. Anh có nghe mùi dưa chua không anh? Đôi khi nó không phải nước đường mà nó là nước muối sao, đúng không? Sao mình biết được? Anh nghe mùi nắng. Anh nghe mùi nắng. Ủa, anh nghe ngược cái gì? Trời đất ơi. Đây. Nghe cái hương nắng đó. MC chương trình đeo xoàn nhiều thế ớn. Ủa anh ơi, anh đừng có soi mối đời tư của em chứ. Em đeo cho có của cho ma lấy chồng thôi chứ có gì đâu. À em còn cô đơn rồi. Chúc em y vậy nha. Ủa chúc em y vậy hả? Ủa anh chúc gì mà ngang ngược quá, buồn ghê luôn á. Tại mấy người chúc như anh nên em ấy dài dài. Rồi em sẽ bỏ đá vào. Ok. Anh hiểu không, chương trình mướn em là tại vì em biết làm bartender đó. Thường ta thảy lên ta chụp luôn á. Dạ em thảy rớt mấy lần rồi nên chương trình không cho em thảy được. Xong. Hên anh mặc đồ đen á. Dạ. Chứ anh mặc đồ trắng rồi về bỏ luôn cái áo rồi. Chắc nát bấy rồi. Em văng tùm lum hết á. Dạ. Rồi. Ừ. Đẹp gái. Màu cũng đẹp quá chứ. Đúng rồi. Này đúng màu nắng luôn nè em ha. Anh ơi anh có vấn đề gì nắng mà anh nắng hoài vậy. Thôi mình chúc hạnh phúc, chúc vui vẻ. Vui không em? Em không vui lắm không, nhưng mà thôi uống đi. Chúc hạnh phúc. Thử uống em. Dạ anh nếm thử coi, anh kể cho em nghe đi. À, không thật sự em cũng thật tình đó chứ. Dạ. Màu trắng không phải là đường mà giấm thiệt. Anh uống cái ly này anh cảm nhận như là anh đang uống giấm vậy đó. Ủa ngoài giấm ra anh không cảm nhận được cái gì khác hơn à? Bột nghệ. Dạ. Rồi nước đá. Nước đá. Ớt màu nữa. Vậy là hên cho cô gái này, cô gái này đã chọn được một cái chai nước trắng. Do đó nó không có mùi vị nào khác hơn. Ừ. Sau khi vui vẻ rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với góc soi mói. Em chỉ muốn hỏi là ở nhà anh Lâm Hùng có lười biếng không Ngọc? Dạ cũng thỉnh thoảng thì. Thỉnh thoảng hả? Vậy cái tính xấu của anh Hùng mà làm cho em cảm thấy bực bội ơi là bực bội, đó là cái tính gì? Dạ nóng tính, nóng nảy, cọc lóc. Anh cọc làm sao đâu, ví dụ câu chuyện cho tôi nghe coi. Như là gần đây nhất là mấy đứa con em nó chơi giỡn thì nó khóa, nó lóc cửa mà nó lóc thêm một cái chốt ở trên nữa. Thường thì không có được lóc cái chốt đó để ba về đi khuya thì ba có thể vô nhà được. Mà đêm đó nó lóc, anh mở cửa không có được. Mà ngủ mê quá, ảnh bấm chuông không ai nghe luôn. Em cũng không nghe luôn, chắc là do mệt quá ngủ say. Không biết ảnh tìm cách làm sao mà ảnh có thể vô được. Vô cái ảnh mở đèn trong phòng ngủ kêu vậy. Giữa đêm khuya ít ra ảnh nó hỏi mẹ ơi sao nhốt ba ngoài tội ba không này nọ. Thì em chắc là vui hơn, tự nhiên ảnh đùng ảnh cọc lóc vậy đó. Bữa hôm đó đi hát xa lắm, hình như anh hát ở Phan Thiết. Khi anh về tới nhà cũng 2 giờ sáng rồi. Người rất là mệt, anh tự lái xe nữa. Cứ nghĩ là vợ anh giận anh cái gì đó mà lóc cửa. Thì anh vào anh mặt anh ngầu lên, anh nói tại sao phải lóc cửa. Thì cũng nói mẹ vợ anh mấy đứa con lóc. Thì thôi anh cũng im lặng anh đi ngủ thôi. Ở nhà rồi ảnh đi làm suốt vậy á, có nào mà chỉ nổi điên quá rồi phải gây lộn với anh không? Có chứ, thật sự thì anh cũng không trách. Nếu nói vậy thì vợ anh có phải là một người nóng tính không? Không, vợ anh không nóng tính, nhưng mà mấy đứa con ở nhà nó làm cho... Thật sự anh không ẵm con anh được 15 phút là em biết cái sự chịu đựng của anh không bằng vợ anh. Vợ anh là khi con anh bệnh vào bệnh viện mà anh vào đó anh ẵm con anh có 10 phút, 15 phút thôi mà anh cảm nhận là anh không có trụ được. Mà vợ anh phải ẵm con suốt một đêm. Đó, thì anh mới cảm nhận được những lúc đó là những cái lúc mà sự chịu đựng của người phụ nữ. Anh cũng rất là khó tính nhưng mà thôi mình nhịn chút xíu đi cho gia đình nó êm ấm. Nhịn chút xíu chứ muốn làm gì nữa cũng không được. Dạ đúng rồi. Vậy Ngọc ơi, mà ảnh chăm con không được lâu vậy em có giận không? lúc đầu cũng buồn lắm chị, cũng giận rồi. Thỉnh thoảng em cũng hay kiếm việc cho anh làm. Như em nói con ơi vô chơi với ba đi là con kiếm ba. Nói chung em tìm nhiều cách cho con nó tiếp xúc với ảnh rồi để làm phiền ảnh hơn. Cũng nói chung là kết nối bằng mọi giá, kết nối đu bà hành, bám bà để cho bà quen với cái chuyện bám đó. Bám bà để mẹ bán hàng online. Vậy mỗi lần có tranh cãi ai là sẽ là người lên tiếng xin lỗi trước? Dạ không hẳn là xin lỗi nhưng mà ảnh tìm cách nói chuyện làm huề là ảnh. Hồi xưa thì vợ anh, còn bây giờ thì anh. Tại vì hồi xưa vợ anh hiền lắm, mà mỗi lần mà nhìn vợ anh khóc là anh chịu không nổi. Thì hai người tự nắm tay nhau là kết hòa. Còn bây giờ thì vợ anh lên thêm vài level rồi. Vợ anh chịu đựng giỏi á, cho nên vợ anh gồng anh thì anh, gia đình mình áp lực nặng nề quá, thôi anh xin lỗi một tiếng cho rồi. Dĩ Hoài, Dĩ Quý, em thấy anh hay á, ca sĩ mà có vợ là mười mấy năm nay, mà vợ xinh đẹp, mà thấy được cô gái này là một cái cô gái hiền, nhưng có một cái sức chịu đựng dữ dội, phải không anh? Đúng rồi. Nếu như anh chia sẻ như vậy, để coi quý vị khán giả sẽ đặt câu hỏi gì với hai vợ chồng này, chúng ta hãy cùng đến với phần giao lưu với khán giả. Câu số 1. Có một thời gian anh Lâm Hùng vướng vào scandal khá lớn. Bản thân chị lúc mới quen có cảm thấy e dè không? Dạ em, đó là chuyện quá khứ của ảnh rồi. Em chỉ muốn nhìn là hiện tại và tương lai thôi. Và những điều ảnh làm cho em thì em cảm thấy ảnh rất thật lòng, nên em không quan tâm chuyện quá khứ. Đúng. Và em không cần phải trả lời câu này, bởi vì kết quả sự thật đó là em đã ở với anh mười mấy năm nay và em cảm thấy rất là hạnh phúc vì điều đó. Câu tiếp theo. Có một khoảng thời gian dài anh Lâm Hùng không tham gia các hoạt động nghệ thuật. Anh có cảm thấy nhớ sân khấu không? Cuộc sống của anh trong khoảng thời gian đó có nhiều xáo trộn không? Thật ra thì thời gian đó anh vẫn đi hát, nhưng mà anh không có về Sài Gòn. Tại vì thời gian 2006 mẹ anh mất thì anh phải làm cái khu lăng mộ cho ba mẹ anh, cũng gần 5 năm mới xong. Anh phải diễn ở những khu vực ở miền Tây. Cũng nhớ Sài Gòn lắm, nhưng mà năm 2014 anh về Sài Gòn thì cảm thấy rất là ngỡ ngàng. Mọi thứ ở Sài Gòn, từ sân khấu cho tới những bài hát, cách nghe nhạc của khán giả đã thay đổi hết. Anh ngỡ ngàng lắm. Khi năm 2014 anh về thì anh quyết định là thôi, cái gì không phải của mình thì mình buông bỏ và mình làm lại ở Sài Gòn. Cũng rất cảm ơn chương trình đã cho Lâm Hùng cũng như vợ Lâm Hùng được trò chuyện và tâm sự những cái điều mà có lẽ ít ai biết đến. Dạ. Câu tiếp theo. Anh chị có thể chia sẻ bí quyết giữ lửa hạnh phúc trong khoảng thời gian yêu xa không? Dạ, thì vẫn liên lạc với nhau thường xuyên, rồi hay hỏi thăm công việc, sức khỏe của con cái, gia đình vậy đó. Rồi con nhớ Nhung thì nói luôn đi. Thì đó, vợ anh thì ngại lắm, ít có nói chuyện nhiều. Thì lúc hai vợ chồng thời gian mà ngày xưa lúc chưa có trực tiếp trên Facebook thì hai vợ chồng cứ gọi suốt. Và khi đi Canada, đi Mỹ thì anh đi chung với Dương Ngọc Thái, Nhật Kim Anh, là mọi người đi chơi thì anh cứ ở nhà anh gọi cho vợ anh. Lúc đó là mới cưới. Và sau này thì khi mà có được FaceTime thì anh chắc suốt luôn. Em thấy giống như cặp đôi nào đến đây cũng nói với em, đó là cái cách để mà giữ lửa khi mà yêu xa là gì, họ thường FaceTime với nhau. Với công nghệ bây giờ đó là cách mình gặp nhau trực diện và mình biết, mình quan sát được là người ấy đang làm gì, mình cảm thấy rất là gần gũi. Cảm ơn vì sự chia sẻ này. Em không biết sao nhưng mà em ngồi nói chuyện em cảm thấy yêu nhau, mà em cứ cảm thấy hai người giống như là lúc mới quen, kiểu một cặp đôi trẻ mà mới yêu nhau vậy đó. Nó cho em cái cảm giác đó và em nghĩ chắc cuộc sống gia đình của mình cũng sẽ như vậy, lúc nào cũng sẽ mới nồng ấm, bận bịu với con cái, bận bịu với công việc. Thì bây giờ chương trình sẽ cho hai người 5 phút thôi để ngồi nói chuyện với nhau những điều mà chúng ta muốn nhất, chúng ta muốn nói nhất, và những lần mà chưa kịp nói xin lỗi nha. Ngay bây giờ hãy cùng đến với phần cảm ơn và xin lỗi. Gần 15 năm kể từ khi vợ và chồng quen và cưới nhau. Rồi những đứa trẻ, những đứa con đầu tiên cho đến bây giờ đã là đứa thứ ba. Các vợ chồng mình cũng không ít những lần khó khăn. Chồng không bao giờ quên được những ngày đầu những lần mà vợ phải chịu nhiều gian khó để có được chồng, rồi mẹ của chồng mất, và mình đã làm một đám cưới mà gần như cũng không trọn vẹn. Chỉ có một cái đám cưới ở quê của vợ ở Đà Lạt. Cho đến bây giờ có những lần chồng bị cuốn theo những cái không đúng về đam mê của chồng, vợ vẫn là người âm thầm chịu đựng và không oán trách. Có những lúc mình cảm nhận như là mình mất tất cả. Gần 10 năm trước, vợ chồng mình phải tự lái xe đi hát hàng đêm trên khắp mọi miền đất nước. Chồng nhìn vợ trong giấc ngủ gật, chồng cảm thấy mình rất là có lỗi. Hôm nay được đến với chương trình Giải mã tri kỷ, một chương trình rất ý nghĩa, và chồng cũng xin nói lời xin lỗi vợ với những gì mà chồng hứa mà chồng chưa làm được. Nhất định một ngày nào đó chồng sẽ làm tất cả để vợ và con có một tương lai luôn luôn hạnh phúc như bây giờ và hơn thế nữa. Rồi, cảm ơn chồng về những gì mà tận trong đáy lòng chồng nói ra. Thật sự đây là lần đầu tiên vợ xuất hiện trước ống kính truyền hình, vợ rất là run, nhưng mà vợ sẽ cố gắng bình tĩnh để nói hết những tâm tư trong lòng. Có lẽ qua chương trình này xong mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn, mình sẽ yêu nhau nhiều hơn và thông cảm tha thứ cho nhau cũng dễ hơn. Có nhiều lúc vợ cũng buồn lắm, vợ nhìn chồng đi làm xa, đi làm mệt, mà mình cũng mệt ở nhà stress với các con. Nhiều lúc vợ muốn buông xuôi tất cả luôn. Nhưng mà nhớ lại những ngày chúng ta đám cưới, nhớ lại những kỷ niệm mà 10 năm qua chúng ta đã vượt qua, những lúc khó khăn rồi những lúc hạnh phúc. Tại sao mình lại như vậy? Chúng ta là vợ chồng, chúng ta sẽ sống với nhau đến suốt cuộc đời này, nên vợ phải cố gắng thay đổi, phải cố gắng sửa chữa những sai lầm mà làm cho chồng buồn. Chưa bao giờ vợ nói xin lỗi chồng, nhưng mà hôm nay có những điều mà vợ đã từng làm cho chồng buồn, to tiếng với chồng không còn hiền lành như lúc xưa. Vợ xin lỗi, xin lỗi bằng tất cả tấm lòng, và cũng mong chồng thay đổi, đừng có nóng tính, cũng đừng có cọc cằn gì để vợ chồng mình hạnh phúc hơn, hiểu nhau hơn. Cảm ơn vợ. Cảm ơn anh Lâm Hùng và bạn Khánh Ngọc đã mang đến cho chương trình những chia sẻ thật sự chân thành và đầy cảm xúc. Đây là món quà của chương trình Giải mã tri kỷ gửi tặng đến hai người. Chúc cho hai người lúc nào cũng sẽ như tình yêu mới, nhưng mà sẽ có một cái sự mặn mà đậm đà của tình yêu lâu năm để ở bên cạnh nhau lâu hơn, lúc nào cũng sẽ hạnh phúc. Anh gửi đến quý vị khán giả cảm nghĩ của mình về chương trình này. Vợ chồng Lâm Hùng rất là hân hạnh được đến với chương trình Giải mã tri kỷ, và cảm ơn Khả Như đã làm một nhịp cầu nói, một MC rất là duyên dáng cho chương trình, để hai vợ chồng có được những nỗi niềm tâm sự với tất cả quý vị, nhất là khán giả miền Tây của Lâm Hùng yêu mến Lâm Hùng. Xin cảm ơn và chúc cho chương trình ngày càng thành công hơn nữa, và hy vọng sẽ được gặp lại quý vị trong những chương trình tới. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, cảm ơn. Khánh Như xin được một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Giải mã tri kỷ. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 19h15 thứ Ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn ngay bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Đằng sau những bản hit đình đám là những câu chuyện đặc biệt lần đầu được tiết lộ. Đó, em giận xã, em mới mời nhạc sĩ Nguyễn Chấn Phong ra quán cà phê. Lúc đó em nói Phong ơi Phong, bây giờ em viết cho chị cái bài hát nào mà trách mấy anh đàn ông á, khoảng chừng 5-10 phút. Xong ảnh mới nói em được 2 câu rồi. Em nói trời ơi, hay quá Phong ơi. Tình cờ như vậy mà cái bài này nó đánh dấu luôn cái tên của em. Họ sẽ mang đến cho chúng ta những món quà âm nhạc nào đấy? Hãy cùng với các nghệ sĩ của chúng tôi ôn lại những kỷ niệm khó phai và những ca khúc tuyệt vời ấy thông qua chuyến xe Ký ức ngọt ngào ngay sau đây nhé. Quyền Linh xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Ký ức ngọt ngào. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty M&T Pictures thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật trên truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại ngày hôm sau vào lúc 13 giờ trên truyền hình Vĩnh Long 2. Hôm nay, Quyền Linh cùng quý vị chúng ta sẽ lên chiếc xe chở đầy những ký ức ngọt ngào với những giai điệu âm nhạc đông đầy vô vàn những cảm xúc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với thần tượng đến với những giai điệu âm nhạc nào đây. Bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ hướng mắt về màn hình xem thần tượng hôm nay họ sẽ là ai. Xin... Hoàng Châu cách. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào em, rất lâu gặp lại em. Rất là ngọt ngào luôn. Chúng ta vừa nhắc lại những ký ức ngọt ngào về những người đàn ông tham lam, nhưng mà em cứ chỉ anh không, anh không có tham lam vậy. Hôm nay thì có một người phụ họa của em đó. Đó là bạn Hồ Duy Thái. Chào em. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hoàng Châu và tất cả khán giả trường quay ạ. Và em cũng xin phép được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Ký ức ngọt ngào. Hôm nay rất vui được Thái với lại Hoàng Châu đến tham gia chương trình. Bây giờ chúng ta xuống ghế ngồi để mình cùng tâm sự về những ký ức ngọt ngào với những giai điệu mà chúng ta vừa thể hiện vừa rồi. Dạ. Xin mời. Còn bây giờ thì xin mời quý vị đến với thần tượng tiếp theo. Họ là ai? Xin mời. Bao ngày thâm tối, tương lai lạc lối nên rượu nồng đắng môi. Quá khứ của em là những nỗi ê chề, yêu trong đam mê nên nửa đời hoang phế. Nay ta gặp nhau trong tình yêu không hề đơn, đôi dưng dưng khi đời ta tìm được em thì thôi. Xin em quên đi những gì vãng đau. Nửa cuộc đời tôi đi hoang, nửa cuộc đời em lỡ làng. Nay ta gặp nhau xin tình không dối gian. Biển đời nào chẳng có sóng gió, những lúc bão tố ta cùng dắt nhau đi qua đoạn đời gian khổ. Giọt lệ người xin lau khô, để nụ cười kia trên môi không còn bối rối mỗi khi em gần bên. Lạc lối nên rượu nồng đắng môi. Dĩ vãng của em là những nỗi ê chề, yêu trong đam mê nên nửa đời hoang phế. Nay ta gặp nhau trong tình yêu không hẹn đến, đôi mi rưng rưng khi đời ta tìm được muốn thì thôi. Xin em quên đi những gì vãng đau buồn. Mỗi người đều có một quá khứ, có một dĩ vãng, đừng trách than cho con tim này hoang mang. Nửa cuộc đời tôi đi hoang, nửa cuộc đời em lỡ làng. Nay ta gặp nhau xin tình không dối gian. Biết đời nào chẳng có sóng gió, những lúc bão tố ta cùng dắt nhau đi qua đoạn đời gian khổ. Giọt lệ người xin lau khô, để nụ cười kia trên môi không còn bối rối mỗi khi em gần bên tôi. Mỗi người đều có một quá khứ, có một dĩ vãng, thì đừng trách than cho con tim này hoang mang. Nửa cuộc đời thôi đi hoang, nửa cuộc đời em lỡ làng. Nay ta gặp nhau xin tình không dối rẽ. Biển đời nào chẳng có sóng gió, những lúc bão tố ta cùng dắt nhau đi qua đoạn đời gian khổ. Giọt lệ người xin lau khô để nụ cười kia trên môi không còn bối rối mỗi khi em gần bên tôi. Cảm ơn Lâm Hùng. Dạ em xin chào anh Nguyễn Linh. Chào em gái. Cảm ơn Bích Ly, em đã phụ diễn rất tốt trong cái bài hát của anh. Lúc đầu tưởng là soái ca, ai về thành đại ca. Bài hát cùng với phụ diễn rất là thú vị luôn. Dạ đây là ca sĩ Bích Ly, một nữ ca sĩ, một giọng ca rất mới mà rất là hay anh ạ. Rất là hay luôn. Dạ cho em xin chào tất cả quý vị đã cùng xem chương trình Ký ức ngọt ngào. Xin chào anh Nguyễn Linh và chúc cho tất cả quý vị một ngày thật tốt đẹp. Và bây giờ thì anh muốn mời hai em xuống ghế ngồi, chúng ta cùng tâm sự về những ký ức ngọt ngào của những giai điệu âm nhạc mà em mới vừa hát. Rồi mời em. Chúng ta vừa đến với những cái tái hiện một phần nhỏ trong MV của các bạn ha, để chúng ta nhắc nhớ về những ký ức ngày xưa ấy. Anh Vũ Linh hỏi Lâm Hùng nè, cái bài em vừa hát đó nó có những kỷ niệm nào và nó gắn liền với em? Thưa anh, đó là một ca khúc em sáng tác vào năm 2004 và phát hành năm 2005 trong chủ đề Vol 5 của em. Ngày xưa em viết tặng cho ông anh với bà chị nuôi của em. Dạ, hai người cũng có một hoàn cảnh khá giống trong cái bài hát của em. Bài hát em được quay tại thành phố Biên Hòa. Em đóng cái vai anh chàng Việt Trồ, cái người mà bạn em diễn chung trong đó đó. Nguyên một cái phần chân bên đây bị té, tại em giật thiệt luôn. Dạ em giật thiệt luôn, té mà kéo lết đi luôn. Mà cái bạn đó cũng thiệt tình kìa. Tao giờ đóng thì tao giật thì buông ra tao chạy đi. Xong cái album đó là bạn em tới giờ không gặp nữa. Bỏ nghề đóng MV luôn. Đúng rồi. Hồi xưa cũng mơ mộng đi làm MV, em giật lần một rồi chạy luôn tới giờ. Đó là kỷ niệm có thể không bao giờ quên được đúng không? Dạ. Mà theo anh thì sau chương trình này á, em kêu gọi người bạn em đi ở đâu cho nhắn số điện thoại lại để gặp gỡ, để nhắc về ký ức ngọt ngào chứ. Đúng rồi đó anh Linh. Ngày xưa nó đắng cay nhưng giờ nó ngọt ngào. Em Phi ơi, em có xem được chương trình này thì em comment vào cái Facebook Lâm Hùng của anh nha, để anh liên lạc lại với em chứ gần mười mấy năm không gặp em giận quá. Giận quá. Với cái MV đó đó là em trước đó em đã ra những MV nào rồi? Và sau đó thì khoảng bao nhiêu MV nữa? Ngày xưa mỗi năm em ra một MV. 2001 em ra Vol 1, năm 2002 thì em ra Vol 2, Vol 3, Vol 4, Vol 5, Vol 6. Thì sau cái Vol 6 thì cái xem nhạc của khán giả đã đổi rồi. Không có còn mà xem đĩa như thường mình nữa, mà xem trên các kênh truyền thông rồi. Cho nên sau đó thì em cũng phát hành trên kênh YouTube của em. Nhưng mà trước khi em đi hát đó thì em làm công việc gì không? Ngày xưa em làm thuyền trưởng anh. Nói chung cuộc đời của em thì sóng gió nhiều và may mắn cũng nhiều. Ngày xưa em khổ lắm Linh, em không có 2 ngày uống cà phê luôn á. Có một người bạn, người đó tên Sử, và người đó là em bà con của anh Vũ Linh. Có một lần thì Sử nói tối nay anh Linh xuống hát ở Thứ Ba Biển nè, mày qua đó mày hát thử coi. Được, anh dẫn mày đi hát. Tối buổi chiều đó em đến cái phà sáng cục ở chỗ em đó. Anh Linh đã đi rồi, trong túi em chỉ có 30.000 thôi, em chạy về rồi đó anh Linh. Xong cái em nói biết đâu đây là cơ hội của mình, em quay lại, em nói với cái anh chủ đò, anh em còn 30.000 em đi qua gặp anh Vũ Linh mà em đi trễ, anh chở em đi được không? Nói tôi cũng khoái Vũ Linh lắm, để tôi chở ông đi. Thì xong cái đó em lên em hát một bài, tối đó anh Linh xuống, anh Linh nói là anh nãy giờ anh nghe hoàn cảnh của em rồi, em về em xin mẹ em gia đình được thì anh sẽ cho em đi lên Sài Gòn học hát. Em về mẹ em đâu cho đi hát đâu anh. Mẹ em nói là hồi xưa ba mày bỏ mẹ đi mấy năm trời, bây giờ mày đi nữa mẹ sợ. Nhưng mà em hứa với mẹ là con không bao giờ con vào những con đường đó. Và cho tới bây giờ em vẫn giữ lời hứa của em với mẹ em là em không thuốc không rượu. Chứ em đi con đường đó thì ngày hôm nay đâu có những cái MV như vậy. đâu có nghe xuất hiện mà ở đây. Cám dỗ nhiều lắm nha anh cũng bị đúng không? Đúng rồi, thời đó thì cám dỗ nó nhiều. Quan trọng đó là một ân nhân của em, của anh Vũ Linh. Còn ân nhân thứ hai là đang ngồi bên kia kìa, Hoàng Châu hả? Đây, em kể luôn cái này cho anh nghe. Một ngày kia em đang nằm đây thì có anh nhạc sĩ Thái Hùng với anh Vĩnh Thuyên gọi: ê, để anh giới thiệu mày qua cái công ty này. Xong là em lên em gặp anh Đồng Giao, anh ký độc quyền em. Cái tối đó em mừng quá em mới rủ anh em đi karaoke. Em về em mất chiếc xe. Em ở nhà của ông bác thầy dạy nhạc cho em. Rồi em đi về xong cái nửa đêm cái ổng la làng lên mất chiếc xe rồi. Mất xe tao, 3-4 chiếc của ổng, 1 chiếc của em nữa. Rồi công an phường hốt em lên luôn. Ổng nói em là mày a đồng với mấy thằng kia ăn cắp xe tao. Trời đất ơi. Cái mấy anh cảnh sát hỏi em xe em nhiêu tiền đấy. Xu xì bỏ mắc tiền lắm, mua 27,5 triệu. Rồi cái hỏi xe của chú nhiêu, nó xe tôi 4 triệu. Thì rồi xong cái em mới qua em ngồi em than với chị Châu nè. Cái anh Giao nói: thôi được rồi Châu, em lấy ứng cho Hùng 15 triệu đi. Trời ơi, cá ngập nước hả? Mà anh biết 15 triệu hồi xưa là mua được phải ít nhất cũng phải là 4-5 lượng vàng. Kinh khủng á. Tới giờ em cũng chưa trả luôn. Xong cái này đòi em có cái xe đòi. Dạ. Em có nhớ được là mình có khoảng bao nhiêu cái MV không Hùng? Dạ em khoảng trên 200 cái MV anh. Trời đất ơi. Ngày xưa thì trong mỗi album em tặng vài bài, sau này em tặng nguyên album. Và gần đây thì em làm 100 tình khúc để đời. Và sau đó thì em làm top hit remix, em làm nhiều lắm. Và vừa gần đây thì thành công nhất của em là Em Đừng Đi mà em với Hoàng Châu Song Ca. Hồi đó em xém em cua bả luôn rồi. Vô trong rạp Hà Quê. Hồi đó em ngồi thấy trời ai đẹp quá vậy ta. Cái em lại em nói: em ơi em giống Yến Khoa quá. Cái bả dạ. Cái lúc đó là năm 2000. Dạ. Em mới ra Công Chúa Hoàng Châu nhạc Hoa lời Việt đó anh. Cái bài đó là cái bài khi có em trong đời, trong nhà phim Công Chúa Hoàng Châu. Thì khi mà em đi hát là em bê nguyên cái bộ đồ mà Công Chúa Hoàng Châu mặc đó anh. Đúng rồi, đúng rồi. Em đem theo em diễn trong sân khấu luôn. Là em vô sân khấu là em hóa trang đội đồ lên thì ông Lâm Hùng ngồi đó giờ xong rồi hỏi: em ơi sao sao? Em ơi em giống Yến Khoa quá. Dạ. Em của Hoàng Châu đúng không? Dạ. Được nước rồi em vô liền. Em nói: em có ai đưa về chưa? Cái Hoàng Châu nói: dạ em có độc quyền cho công ty rồi anh. Trời ơi trời. Bữa sau lên gặp ông Đồng Giao em muốn tao nói là mặt mày tôi không còn chút máu nữa. May quá. Qua ngày hôm sau lên gặp anh Đồng Giao cái nói: ủa mới tối. Ủa Châu à. Lúc đó em cứng họng luôn anh. Từ đó em kêu bằng chị tới giờ luôn đó. Đó cũng may mắn đó ha. Sao mà em lại có một thế hệ tiếp nối quen với cô gái Bích Liên này? Bên chương trình có gọi cho em là: Hùng ơi, Hùng chọn một người bạn diễn trong cái bài hát của em. Em mới nói chương trình bây giờ có một em hát hay lắm. Em nghe em còn ghiền luôn á. Thì em nói Bích Ly, thì chương trình mời Bích Ly. Bích Liên thì á, em thích điều gì anh Lâm Hùng và em học điều gì ở được người đàn anh này? Thực sự ra em là một fan của chị Hoàng Châu và anh Lâm Hùng rất là lâu rồi. Tất cả những cái bài hit của anh chị là coi như là em nghe hết và em thuộc hết. Và ngày hôm nay khi mà được chương trình và anh Lâm Hùng ngỏ ý mời thì rất là hạnh phúc. Nhưng mà em rất là quý và trân trọng, học được rất là nhiều. Nhiều khi em bảo tại sao mà các anh các chị hồi xưa nổi tiếng mà đến tận bao nhiêu năm trôi qua cả các quý vị khán giả vẫn yêu thương, là bởi vì trong các anh chị có cái riêng. Và em nghĩ là tất cả các thế hệ trẻ như tụi em nếu mà muốn thành công chắc phải là rất là nhiều yếu tố và phải có một cái điều đặc biệt nào đó, phải không ạ? Thật sự thì theo anh đó nha, mấy em bây giờ á có điều kiện hơn anh em mình nhiều anh Linh ha. Đúng vậy. Như giống như ngày xưa anh đóng phim đi hay là anh đi diễn đi mà trên YouTube mà được như bây giờ thì thôi quá tuyệt vời đúng không? Ngày xưa có cái khó của ngày xưa nhưng bây giờ cũng có cái khó của bây giờ. Các bạn trẻ bây giờ phải vượt qua rất là nhiều cái cám dỗ của cuộc sống nè. Ai cũng có công nghệ hết, nhiều vô cùng tận luôn. Ngày xưa đâu có công nghệ, thu âm xong vẫn lên làm ca sĩ. Chính điều đó nên cái khó của các bạn này để chen chân vào. Nhiều khi mình có lực nhưng mà mình chưa có quen công nghệ, chưa có ai á hỗ trợ thì cũng không thể nào lên được luôn. Trở lại với Hoàng Châu, bài hát hồi nãy đó, nó là một cái MV thứ mấy của em? Bài hát Người Đâm Lam anh. Đúng rồi. Là MV thứ mười mấy lần đó. Mười mấy rồi đó hả? Dạ vâng, tại vì năm 2000 là em 2000-2002 đã em đã ra nhiều MV khác rồi. Rồi khi mà cái đà âm Thâm Lam ở năm 2005. Chắc có cú sốc gì mới đưa cái MV. Trời ơi anh không biết đâu. Nói tới cái bài này là em nhớ hoài không bao giờ quên. Đúng là ký ức luôn á. Đó em giận xả em mới mời nhạc sĩ Nguyễn Chấn Phong ra quán cà phê. Thì thường thì ca sĩ muốn đặt nhạc sĩ viết bài hát cho mình thì hay ra quán cà phê ngồi để mà nói chuyện. Xong lúc đó em nói: Phong ơi Phong, bây giờ em viết cho chị cái bài hát nào mà trách mấy anh đàn ông á. Cái xong cái Phong nói: dạ dạ được rồi. Cái bắt đầu đang ngủ cà phê, cái ổng đi đâu không biết. Khoảng chừng 5-10 phút, 10 phút ổng đi ra. Xong ảnh mới nói chị em được 2 câu rồi, 2 câu nhưng mà melody thôi chứ chưa có lời. Thì Phong mới nói cái giai điệu ha, da 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 da. Em nói trội hay quá Phong ơi, hay thiệt. Có độ hai chị em mới ngồi mới nghĩ tới cái lời đó, nghĩ ra cái lời đúng 2 câu đưa ra. Dạ đúng rồi. Mà em không ngờ là do cái cú sốc đó, do cái mà tình cờ như vậy mà cái bài này nó đánh dấu luôn cái tên của em. Sau đó thì khoảng bao nhiêu album ra đời nữa? Thì sau đó em sẽ ra tiếp bài Con Lật Đật, Làm Người Ấy Làm Thế, Trái Tim Tôi Sẽ Gặt Tên Anh, cũng là cùng của nhạc sĩ Nguyễn Chấn Phong luôn. Cũng là những nỗi thù của đàn ông hả? Dạ. Dạ đúng. Làm rồi. Làm Người Ai Làm Thế. Đó. Rồi gì nữa? Trái Tim Tôi Sẽ Gặt Tên Anh. Trời ơi, kinh khủng quá. Toàn là trách móc không. Nhưng mà riêng cái bài Con Lật Đật sau bài Đàn Ông Tham Lam là cũng không có thua đâu nha anh. Bài Con Lật Đật là đây. Chị, Con Lật Đật là chị quay trong một cái công viên, chị tập xe đạp. Dễ thương lắm. Chị tập xe đạp xong rồi chị vô phòng chị như con lật đật vậy đó. Mà lúc đó mê khán giả thích lắm luôn. Cho em hát 2 câu đi. Tại vì đây cũng là một cái bài đánh dấu của em, cũng là ký ức ngọt ngào của em luôn. Hát 2 câu thôi nha. Khi ta bên nhau anh thường đùa vui, bảo em sao giống con lật đật ngộ ghê. Lật đật nhưng em yêu anh yêu rất nhiều, lật đật nhưng em không hề lừa dối anh. Bởi khi bên anh em thật trẻ con, vùng về khi em còn nhiều điều chưa biết. Hỏi anh mím môi, cô bé ngốc chưa kìa, em giống con lật đật dễ thương. Đó. Dễ tại vì quá. Dạ tại vì sau cái bài Đàn Ông Tham Lam mình trách xong mình thấy tội nghiệp quá. Xong cái bây giờ mình làm lại bài Con Lật Đật là mình lại bù lại là em lật đật nhưng mà em yêu anh thật lòng. Đó. Nói chung em với Hùng á, Hoàng Châu với Lâm Hùng là những cái ước hết sức ngọt ngào của thế hệ 7X 8X này kìa ha. 7X 8X giờ đến 9X luôn. Đặc biệt là Duy Thái nè. Em bắt đầu biết đến tiếng hát chị Hoàng Châu lúc nào? Dạ, trước tiên cho em xin phép gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình Ký ức ngọt ngào. Và em cũng xin chào anh Quyền Linh, chào anh Lâm Hùng, chào chị Hoàng Châu và chào Bích Ly. Thì chị Châu và anh Hùng là một trời ký ức của em. Từ hồi em còn đi học là em đã nghe rất là nhiều ca khúc của anh chị. Em học ở đâu Duy Thái? Em lúc đó em đi học phổ thông ở Long An, ở dưới quê em ở. Em là người Long An luôn. Dạ. Rồi đến sau này em vẫn có một cái niềm đam mê ca hát, thì em vẫn giữ cái lửa đó. Và một cái cơ duyên là một cái hôm đó em tham gia cái chương trình đại nhạc hội của ở bên quận Thủ Đức á, thì ngay cái thời khắc đó em vừa lên sân khấu em hát, thì đêm hôm đó là có chị Châu diễn nữa. Thì em vừa lên sân khấu em hát được có 2 câu thôi, thì chị Châu là vào tới ở phía dưới sân khấu, thì chị mới nghe, chị mới lúc đó là em nghe, sau này mới nghe chị kể lại là nói ủa thằng bé nào đang hát, thì lúc đó là mới bên chương trình mới nói là Hồ Duy Thái đang hát. Thì lúc mà khi em xuống thì chị Châu mới lấy cái thông tin của em và cũng ngỏ lời để ký độc quyền với em. Dạ. Chúng ta vừa nhắc đến những ký ức rất là ngọt ngào của các thần tượng cũng như những thế hệ của thần tượng đó. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn những món quà. Mời các bạn hướng về màn hình. Ai đây? Dạ. Dạ đây là hình ba mẹ, chị Năm của em và em là lúc mẹ còn ẵm trên tay. Dạ. Không thể nào nhận ra là ai cả nếu như Lâm Hùng không nói. Ba người trai của Hùng ha. Dạ ba em hồi xưa. Mẹ rất xinh nữa. Ba hồi xưa cũng là đi đàn cho trong đoàn Kim Trung anh. Chắc phụ ngày xưa cũng không phải là đàn chính đâu, nhưng mà chỉ là đi phụ trong đoàn thôi. Nhìn thật sự nhìn cái hình này em hơi xúc động. Đúng vậy, đó là những hình ảnh không thể nào quên. Ngày xưa mẹ em thương em là không bao giờ ẵm nách của em nha. Dưới quê mình hay tới tuổi là ẵm nách, nhưng mà mẹ em là ẵm suốt như vậy đó, suốt vậy luôn. Còn ba em ngày xưa là đi đâu về cũng phải có một bịch cam sành cho em, mà ba em thương em lắm. Dạ. Cảm ơn chương trình đã. Cho em nhìn lại những bức ảnh này. Đây là lúc em mới vừa lên Sài Gòn đi với anh Vũ Linh đó. Và em chụp tấm hình này là lúc đi quay với ảnh ở bên Nhà Bè. Dạ. Lúc đó em mấy tuổi? Lúc đó em mới vừa lên năm 1999 anh. Ừ. Dạ, lúc này em mới 21-22 tuổi thôi. Wow. À, cái này là chuyến đi châu Âu, chị Châu nhớ không? Chuyến đi châu Âu năm 2005. Cái này là mình đang ở bên Đông Đức. Anh rất ấn tượng với cái mái tóc của Lâm Hùng ha. Dạ, hồi xưa. Wow. Cái này lại khác nha. Dạ, cái này là năm em chụp năm 2000 anh. Ừ. Quốc Huy chụp. Dạ. À, Quốc Huy. Dạ. Một cái hình rất là công tử ha. Dạ. Nó khác với hai tấm hình kia. Thời gian qua nhanh quá anh ha. Nhanh quá. 20 năm rồi. Đó là em bây giờ. Dạ. Giờ là hai đứa đó hả? Dạ em ba đứa rồi. Bây giờ con gái lớn nhất là nhiêu tuổi? Con gái lớn của em bây giờ là 13 tuổi, 14 tuổi rồi, học lớp 7 wow. rồi. Dạ. Còn con gái kế là bây giờ học lớp 2. Út bây giờ thì đang ở nhà. Chưa dám cho đi học. Dạ. Từ một cậu bé ở dưới quê rồi làm thuyền trưởng, rồi bôn ba lên thành phố, rồi đi đóng phim, rồi đi thi tất cả các cuộc thi, rồi trở thành ca sĩ nổi tiếng, làm mấy trăm MV như thế, rồi đến một gia đình hạnh phúc. Một sự nỗ lực rất là tuyệt vời của Lâm Hùng. Nhìn cái hình này chúng ta thấy được một cái quá trình phấn đấu, nỗ lực để có một gia đình hạnh phúc này. Chúng ta chúc mừng lần nữa với hạnh phúc của Lâm Hùng. Bây giờ trở lại với công chúa Hoàng Châu nào. Trời ơi, nhìn ra đó. Tấm hình này là kỷ niệm cũng lâu lắm rồi đó. Hình như năm 2004 ta. Hình như 2004. Lúc này nhìn dễ thương nha. Con chút ngầu ngầu ha. Nhưng giờ mà... không dễ thương hả anh? Không, giờ dễ thương nhưng không có ngầu như ngày xưa kìa. Khen đi Linh ơi, chứ anh người ta hay giận lắm. Khen đi. Trời ơi, trời ơi, wow. Tấm hình này là năm em 15 tuổi. Năm này là Hoàng Châu đang học năm thứ nhất của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật bây giờ ở Nam Úc Can á anh. À. Đó, em chụp tấm hình này là lúc mà có anh nhà báo, ảnh vốn viết bài về học sinh trong trường á, cho nên là ảnh chụp cho em tấm hình. Ảnh viết bài lúc đó. Cái tấm hình này nó mộc mạc ha. Đẹp quá anh. Nhìn nó dễ thương mà nó cưng, dễ sợ cưng luôn rồi đó. Trời ơi, cái môi hết hồn, cái môi đẹp luôn. Lúc đó mà xài son môi dữ vậy nha. Cái năm này là em chụp bên anh Quốc Huy luôn. Hình năm này là cũng hình như năm 2000 không, cái này năm 99 ạ. Cái này là thời Yến Khoa anh ơi. Dạ, thời Yến Khoa năm 99. Cái môi này biết bao nhiêu tiền mà nó. Hồi đó là có cái tật hay là quất cái môi đỏ lừ vậy đó. Môi dày bóng lưỡng ha. Ngày xưa em đi hát là lúc nào môi đỏ hết á, nổi tiếng luôn mà. Hình này ấn tượng nè. Đây là em thu trong phòng thu của Trung tâm Âm nhạc Trạng Đông. Hình này là mộc nè, không có áp nè, không có son nè. Dạ. Đúng không? Này rất là thật luôn đó. Cũng lâu lắm rồi. Lúc này là hình như 96. Trời ơi, tao nói hay quá. Hot girl. Đó, đây thì là ông Tham Lam rồi. Vậy hả? Dạ, đây là Hoàng Châu rồi. Lúc nãy là Yến Khoa, bây giờ là Hoàng Châu rồi. Lúc này tại sao người đàn ông nào mà để làm em giận ta? Thì ảnh Giao đó. Sao Giao làm em giận vậy? Thiệt tình ông thầy tôi. Không, mà em phải công nhận, cảm ơn chương trình nãy giờ đã sưu tầm cho em những cái tấm hình rất là đẹp mà nhiều khi em quên luôn đó, em không nhớ luôn á, gợi lại cho em cái ký ức. Nhìn tấm hình của ba mẹ em với em giờ thì mình tự nhiên mình nhìn cái ký ức mình nó làm sao á. Cái này là bất ngờ luôn đó, em không biết luôn đó. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Chúng ta vừa đến với những ký ức thiệt là ngọt ngào, ngọt dễ sợ. Những hình ảnh vô cùng cảm xúc đến rơi nước mắt của Lâm Hùng. Những hình ảnh rất là dễ thương của Hoàng Châu. Và trong mỗi chúng ta luôn luôn có những ký ức như thế. Hãy giữ thật kỹ những ký ức đó. Nó sẽ rất ngọt trong cuộc đời của chúng ta. Cho dù chúng ta trải qua phong ba bão tố hay những nắng cay gì, chúng ta cứ đem những ký ức đó, chúng ta đem vào cuộc sống để chúng ta có thêm tinh thần, thêm động lực nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hình ảnh mà tôi cũng rất là có cảm xúc với những hình đó. Còn bây giờ trở lại các bạn trẻ, hy vọng ngày nào đó Bích Linh sẽ ngồi đây để kể về những ký ức của mình, và kế tiếp sẽ một thế hệ ngồi bên kia của em nữa. Dạ vâng. Đúng không? Hôm nay em muốn gửi một món quà nào đến những thần tượng của mình? Em xin phép chọn một ca khúc mà đây cũng là một bài hit của anh Lâm Hùng mà em đã nghe rất là nhiều và rất là thích ca khúc này. Ca khúc Vô Tình. Dạ. Nào, mời Vĩnh Liên. Dạ vâng ạ. Trong tâm tư cô đơn em lại thầm ước, vô tình em lại được gặp anh trong nỗi đau. Con tim thơ ngây em đâu biết đâu ngờ, cơn mơ phù du ngờ như chưa quen kiếp nào. Rồi lời yêu ta trao cho nhau luôn thề nguyện ước bên nhau kiếp người. Và rồi từng giọt nước mắt ướt đẫm trên khóe mi kia vẫn tuôn trào. Thời gian qua trong tâm hồn em như đã quên đi bao buồn đau. Tình yêu ta như ánh ban mai đang sáng soi muôn sắc màu, để giờ đây ôm bao cô đơn chuyện thế xa. Đừng buồn anh hỡi khi bông hoa băng mai xưa kia vẫn chưa tàn, cùng là khi ấy trong tâm hồn em như đã quên đi bao buồn đau. Tình yêu ta như ánh ban mai đang sáng soi muôn sắc màu, không gian bao la vô tình tìm thấy tình mình trong giấc mơ. Một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Yeah! Hey! Lại được gặp anh trong giấc mơ, luôn đi bên em qua bao tháng năm dài. Đi trong thời gian vượt qua bao nỗi buồn, một mình trong tâm tư cô đơn em lại thầm ước. Vô tình em lại được gặp anh trong nỗi đau, con tim thơ ngây em đâu biết đâu ngờ, cơn mơ phù du ngờ như chưa quen kiếp nào. Rồi lời yêu ta trao cho nhau luôn thề nguyện ước bên nhau kiếp người. Come on! Và rồi từng giọt nước mắt ướt đẫm trên khóe mi kia vẫn tuôn trào, vì thời gian qua trong tâm hồn em như đã quên đi bao buồn đau. Tình yêu ta như ánh ban mai đang sáng soi muôn sắc màu, để giờ đây ôm bao đau thương chuyện thế gian. Đừng buồn anh hỡi khi bông hoa ban mai xưa kia vẫn chưa tàn, cùng là khi ấy trong tâm hồn em như đã quên đi bao buồn đau. Tình yêu ta như ánh ban mai đang sáng soi muôn sắc màu, không gian bao la vô tình tìm thấy tình mình trong giấc mơ. Đừng buồn anh hỡi khi bông hoa ban mai xưa kia vẫn chưa tàn, cùng là khi em trong tâm hồn em như đã quên đi bao buồn đau. Tình yêu ta như ánh ban mai đang sáng soi muôn sắc màu, để giờ đây em bao đau thương chuyện thế gian. Đừng buồn anh hỡi khi bông hoa ban mai xưa kia vẫn chưa tàn, cùng là khi anh trong tâm hồn em như đã quên đi bao buồn đau. Tình yêu ta như ánh ban mai đang sáng soi muôn sắc màu, không gian bao la vô tình tìm thấy tình mình trong giấc mơ. Thank you. Xin cảm ơn ạ. Sau bài này em thấy anh đâu có vô tình đâu đúng không? Một bài hát rất hay. Ráng không vô tình. Dạ, ráng dạ. Dạ đây là một ca khúc mà em muốn phối đặc biệt để cho tạo bất ngờ cho anh. Và mọi người không biết anh chỉ có bất ngờ không. Anh nói thật với em, cái bài này remix là anh đã làm rất nhiều bản remix nhưng mà anh không sử dụng. Dạ. Cái ông nào ông phối bài này hay thiệt. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đúng không? Vâng ạ. Đúng rồi. Là anh Thuận nói là bây giờ để cho Ly hát nửa bài đầu, em dịu đi, xong đó mình quẩy lên để cho mọi người không có đoán. Ít nhất là phải 4 bản rồi. Nhưng mà bây giờ khoan, bây giờ mình mời luôn Thái lên hát. Bây giờ đúng rồi, bây giờ Duy Thái đó, với em đó. Thế hệ đàn em của Hoàng Châu coi như thế nào. Đến với chương trình Ký ức ngọt ngào hôm nay thì em cũng có chuẩn bị sẵn một món quà. Đúng ra thì thật sự là thế mạnh của em là dòng nhạc Bolero. Nhưng mà em rất là yêu thích cái ca khúc Phú Việt Ly, là một ca khúc nhạc Hoa và được phổ lời Việt của anh Lý Hải. Và bài đó thì anh Hải và chị Châu Song Ca rất là nổi tiếng. Em xin phép thể hiện ca khúc Phú Việt Ly, xin gửi tặng cho tất cả các anh chị ở đây cũng như khán giả đang xem chương trình Ký ức ngọt ngào. Thôi, mời Duy Thái. Giờ còn gì hay nói đi em, khi đã không còn chung bước. Lòng nghẹn ngào chia ly chẳng nên cầu, dù lệ đang tuôn rơi ướt mi. Đừng bận lòng hay cố quên đi, bão tháng năm mình có nhau. Một giấc mơ êm ái tan biến trong mưa, từ nay đường ai nấy đi. Gạt đi nước mắt thương nhớ về, một dĩ vãng trách nhau làm chi người ơi càng thêm đớn đau. Biết đã xa nhau từ đây, đừng làm đau thương mà chi. Tiếc nuối cùng đến phút giây biệt ly, còn đâu giây phút sau cuối người về lối vắng. Nhớ thương còn đây mà sao tình vô cánh bay. Biết trách ai chia lìa ta, tình không duyên ta đành xa. Hãy giữ mãi những ái ân ngày xưa, đừng hối tiếc đến những tháng năm ta gần nhau. Giờ còn gì hay nói đi em, khi đã không còn chung bước. Lòng nghẹn ngào chia ly chẳng nên cầu, dù lệ đang tuôn rơi ướt mi. Đừng bận lòng hay cố quên đi, bao tháng năm mình có nhau. Một giấc mơ êm ái tan biến trong mưa, từ nay đường ai nấy đi. Gạt đi nước mắt thương nhớ về, một dĩ vãng trách nhau làm chi người ơi càng thêm đớn đau. Biết đã xa nhau từ đây, đừng làm đau thương mà chi. Tiếc nuối cùng đến phút giây biệt ly, còn đâu giây phút sau cuối người về lối vắng. Nhớ thương còn đây mà sao tình vô cánh bay. Biết trách ai chia lìa ta, tình không duyên ta đành xa. Hãy giữ mãi những ái ân ngày xưa, đừng hối tiếc đến những tháng năm ta gần nhau. Gạt đi nước mắt thương nhớ về, một dĩ vãng trách nhau làm chi người ơi càng thêm đớn đau. Biết đã xa nhau từ đây, đừng làm đau thương mà chi. Tiếc nuối cùng đến phút giây biệt ly, còn đâu giây phút sau cuối người về lối vắng. Nhớ thương còn đây mà sao tình vô cánh bay. Biết trách ai chia lìa ta, tình không duyên ta đành xa. Hãy giữ mãi những ái ân ngày xưa, đừng hối tiếc đến những tháng năm ta gần nhau. nhiều. Đó là phần trình diễn của thế hệ trẻ đàn em của Hoàng Châu với Lâm Hùng ha. Bây giờ mình đến với cái bài hát vừa mới hát rồi đi, là của Duy Thái. Anh thấy Duy Thái một chàng ca sĩ hiền khô, hiền mà ít nói nữa. Mà anh Nguyễn Linh ơi, thật sự cái bài này là bài song ca, mà khi mà ca một mình rất là khó, mà em phải công nhận là Thái ca rất là tròn trịa, không có lỗi gì hết đó. Bởi vì lời nữ nam thì sẽ có một lúc cao lúc thấp chia nhau, nhưng mà bây giờ một mình Thái cân hết cao thấp luôn. Không phải sở trường của Thái nữa. Không đó. Phải sở trường Thái là bolero, nhưng mà Thái ca bài này em thấy là rất là thành công. Chúc mừng em nha Thái. Dạ, cố gắng hơn nữa. Anh chị trở lại Bích Ly thì em thấy rằng đây là một cô gái rất là tự tin, bản lĩnh đó, trải nghiệm rất là nhiều trong cuộc sống. Bởi vì cái phong cách cô ấy biểu diễn á, khi trở trên sân khấu á, mình là chính mình, không có ai xung quanh cả, mình chỉ biết đem cái hồn, cái bài hát đến cho mọi người thôi. Bây giờ thì thôi, cái người thần tượng của em đó, đánh giá đi. Anh chỉ nói về kỹ năng biểu diễn, diễn xuất này kia. Dạ, cảm ơn anh. Thật ra Ly biết không, anh rất cảm ơn em đã hát lại một bài hát mà xưa nay anh nói thật luôn, khó người nào hát lại mà hay hơn lắm nha anh trai. Đúng không chị Hoàng Châu? Giống như Người đàn ông tham lam của chị đó, em nghĩ không ai hát được lại như chị, cho dù họ hát rất là hay nhưng mà sẽ không bao giờ cảm xúc. Và nghe cái bài Vô Tình của anh cũng vậy, hồi xưa giờ anh cũng chưa nghe ai hát mà anh cảm thấy anh có cảm xúc, nhưng mà ngày hôm nay em hát với một cái phong cách phá cách của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đã remix cho em cái sau gian tấu, thì anh cảm thấy một cái gì đó là anh rất là khâm phục, từ cái beat nhạc cho tới cái cách hát của em. Cái bài Vô Tình này á, là ngày xưa anh mua của nhạc sĩ Thái Khang, là hình như là một album gần 20 bài, và anh hát hết trong chương trình của đài truyền Vĩnh Long mình luôn đây. Thì anh trực tiếp cho chương trình Vĩnh Long là hết bài rồi, cái em mới hỏi là trợ lý em bây giờ mình còn bài nào Phúc ơi, trực tiếp hết bài rồi. Cái Phúc nói thôi anh ơi lấy bài Vô Tình hát đại đi. Cái đêm đó em lên em hát bài Vô Tình xong nguyên một cái miền Tây trực tiếp với anh. Xong bữa sau mỗi lần em hát giới thiệu bài Vô Tình em thấy khán giả vỗ tay quá trời luôn. Cái em nói ủa bài này nổi vậy trời, là cái bài nổi tiếng nhiều nhất, trong ảnh hưởng nhiều nhất trong cái sự nghiệp của em luôn. Đó là một sự vô tình, dạ. Giống như một sự vô tình hát cái sắc màu đó. Sắc nếu màu. Mà em đổi đúng thì chưa chắc em ấn tượng nữa. Dạ. Và ngày hôm nay vô tình Bích Ly hát lại bài đó. Cái chữ vô sắc màu nó có giống với Lâm Hùng không? Không, chắc gì làm được. Tại em hát vô mà. Tại người ta hát người ta chuẩn rồi, ta hát đúng. Còn xưa là em hát sai. Em hát sai không, nhưng mà em rất thích cái chữ đó, mà em cũng tập để mà hát. Mà hồi nãy em có hát, em có nhìn anh mà. Vậy là không có giống anh hả? Không lẽ em muốn làm sai hả Bích Ly? Đang sáng soi muôn sắc màu, đang sáng soi muôn sắc màu. Không được chữ màu này ngọt hơn. Màu này ngọt hơn. Nhưng mà cái màu của anh, cái màu này, cái màu ở miền Tây, cái màu độc lạ, cái màu thiền trưởng hồi xưa đó. Cảm ơn cái sự vô tình chúng ta gặp nhau ở đây để kể về những ký ức rất là ngọt ngào. Những câu chuyện của các bạn nó cũng sẽ là những ký ức của một thế hệ tiếp nối Bích Ly cùng với lại Duy Thái ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Châu, cảm ơn Lâm Hùng rất là nhiều. Hôm nay thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta sẽ kể tiếp những câu chuyện cuộc đời của chúng ta, về những giai điệu yêu thương, những giai điệu đắng cay, ngọt bùi, những giai điệu trắc trở trong cuộc sống và những sự vươn lên của Bích Ly cùng với Duy Thái ở phần sau nữa. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Ký ức ngọt ngào do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty M&T Pictures thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật trên truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào ngày hôm sau 13 giờ thứ hai trên truyền hình Vĩnh Long 2. Cảm ơn các vị khách mời chúng tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em còn nhớ cái năm em diễn Vòng Tay Nhân Ái ở sân vận động Vĩnh Long mình đó. Là anh ba em đi theo sau em. Năm đó là em nổi Anh Đã Hiểu Tình Em nè, Phi Trường Phú Việt Ly, Để Cho Em Ra Đi rồi đó. Rồi em hát xong mà anh ba em đi sau em á, mà em không có đi ra được luôn. Rất đông anh, khoảng chừng 10 mấy ngàn người. Những kỷ vật vô giá. Đây là món quà đầu tiên của một người quan trọng tặng cho em, mà người đó là ảnh hưởng trên cái quá trình nghệ thuật của em suốt từ khi em bắt đầu đi hát cho tới ngày hôm nay. Và những món quà âm nhạc. Mỗi cửa tim em bằng vàng nên mình khúc tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi. Hiện tại ước mơ nhiều, cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu chương trình ngay sau đây nhé. Thưa quý vị thân mến, hôm nay chúng ta lại gặp gỡ những gương mặt thân quen ở tuần trước, đó là Lâm Hùng cùng với Hoàng Châu. Và hai người em rất là duyên dáng, dễ thương, hiền lành, chân thật, chất phác, năng động, sáng tạo. Đó là Bích Ly cùng với Duy Thái. Hôm nay sẽ có những cái câu chuyện thú vị hơn câu chuyện trước nữa. Anh nghĩ là như vậy. Nay đẹp quá Lâm Hùng. Dạ. Em trở về thời kỳ đỉnh cao hồi đó đúng không? Dạ. Năm mà đỉnh cao nhất mà lúc mà em cảm giác là lúc mà đi đâu khán giả gọi là chen lớn nhau để nghe, nhìn thấy Lâm Hùng thôi. Lúc đó đĩa bán rất là chạy luôn. Đó là năm nào Hùng? Dạ, đó là năm 2003 anh à. Cái vòng 2, vòng 3 của em, vòng 4 của em. Cái vòng 4 là cái vòng vô tình là em bán nhiều nhất. Là những bài hát nào? Ngày xưa một album em phát hành đó là em trúng nhiều khi 5-7 bài là bình thường. Ví dụ như album vô tình thì em trúng được vô tình, thà làm người bạn thân, rồi 10 năm tình cũ em hát lại cũng được luôn. Rồi kẻ trắng tay, rồi con trai của em viết nhiều lắm. Còn Hoàng Châu. Dạ. Em còn nhớ những năm nào là đỉnh cao của mình? Năm đỉnh cao của em là năm từ 2007 cho tới 2011, 12 á. 2007. Em nghĩ là trước đó. Tại vì năm 9 mấy là em đã nghe nhạc Hiến Hoa rồi. Chị đang tính từ Hoàng Châu thôi. Tính từ Hoàng Châu thôi. Tính từ Hoàng Châu là năm 2002 trở đi. Thì 2005, 2006 mới bật lên. Để thấy rằng là những năm đó là những năm đỉnh cao mà. Năm đó khán giả dữ dội lắm. Anh nhớ những cái năm mà Lâm Hùng đi hát, Hoàng Châu đi hát ở các show ở các tỉnh đó, người ta chen nhau mua vé luôn. Dạ. Nhất là những cái bài hit của em đó. Em nhớ năm 2003 là em hát bài gì không? 2003 là em hát bài Phút Biệt Ly nè, Ngàn Năm Khó Phai, Mãi Yêu. Còn 2005, 2006 là Động Tham Lam. Rồi 2007 là Con Lật Đật. Đó. Em còn nhớ cái năm em diễn Vòng Tay Nhân Ái ở sân vận động Vĩnh Long mình. Là anh ba em đi theo sau em. Năm đó là em nổi Anh Hiểu Tình Em nè, Phi Trường Phú Việt Ly, Để Cho Em Ra Đi rồi đó. Rồi em hát xong mà anh ba em đi sau em á, mà em không có đi ra được luôn. Rất đông anh, khoảng chừng 10 mấy ngàn người. Những năm đó nó kinh khủng lắm, những năm đỉnh cao của các bạn đó. Chen lẫn nhau, ngay cả mua đĩa còn phải chen nhau mua. Nó nói thật, mỗi lần cái xe đẩy vào là các xóm mọi người bu ra mua, trời ơi mua quá trời mua luôn. Vậy thì những năm đó đó, anh nhớ rằng lúc trước là Hoàng Châu hát nhạc trẻ. Dạ. Nhưng mà tại sao một lý do nào đó em lại đổi qua dòng nhạc khác? Thực sự thì trước đó thì đầu tiên mà hát nhạc trẻ đó là em hát cái Công Chúa Hoàng Châu. Rồi sau đó rồi tới những cái album, rồi những bài Động Tham Lam, rồi Con Lật Đật là gắn liền với cái tên của em. Nhưng mà sau cái thời gian dài thì nhạc bolero bắt đầu trở lại. Cho nên là anh nhạc sĩ Đồng Giao cũng là ông xã của em, thì anh mới nói em thôi bây giờ làm lại nhạc bolero, cũng là sở trường của em ngày xưa. Thì là bắt đầu sau đó em mới là thực hiện những cái MV, chương trình bài hát để đời. Và em đã thực hiện cũng hơn 100 bài á, nhạc bolero. Những cái bài bolero nổi tiếng cũng như những bài bolero mới tinh luôn. Đó chắc chắn là những thứ không bao giờ quên của tất cả chúng ta đang ngồi ở đây. Khi nhắc lại điều đó nó rất là ngọt luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều về cái câu chuyện đó. Và nỗ lực đó nó đền bù xứng đáng với những cái thành quả ngày hôm nay. Bây giờ thì trở lại với cặp đôi song ca này đi. Bây giờ thì em cũng chỉ mong là khán giả mà còn nhớ từ những bài hát của em làm vui rồi. Nghề của mình che tàn măng mọc, mà cái này mọc lên thành dữ hơn là che luôn rồi. Bây giờ là hôm nay cho Bích Ly chọn bài hát đi, sẽ hát với Lâm Hùng. Em cũng có theo dõi và thời gian vừa đây, cách đây 1 năm phải không anh, thì có một ca khúc Em Đừng Đi của anh Lâm Hùng và chị Hoàng Châu. Thì đến ngày hôm nay bây giờ em xem là đã 20 mấy triệu view rồi. Và hôm nay em xin phép chị Châu cho em được hát với anh Hùng bài này. Em mê quá. Em cứ tự nhiên. Anh thích bài này luôn á. Trend nha, trend ở TikTok. TikTok là trend luôn á. Dạ đúng rồi. Rất nhiều trend đúng không anh? Nhiều trend lắm. Thôi giờ nóng lắm rồi, lên hát đi. Dạ. Xong đó là bài hit nhất hiện giờ đó. Hit nhất hiện giờ của em với Lâm Hùng. Và bây giờ Lâm Hùng xin gửi đến quý vị một bài hát lời Việt của Lâm Hùng. Và bài hát này gần đây được quý vị yêu mến rất nhiều, do Lâm Hùng và Hoàng Châu thể hiện. Và ngày hôm nay trong chương trình Ký Ức Ngọt Ngào thì Lâm Hùng sẽ hát với Bích Ly. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Một bức tranh thủy mặc rất là đẹp. Cảm ơn các vũ công của chúng ta. Cảm ơn hai bạn. Hay quá. Như nãy anh nói đó là một bức tranh gọi là tuyệt hảo luôn. Anh nhìn thấy anh đã con mắt luôn á. Và giai điệu cũng hay, lời cũng hay nữa. Nó trở về cái thời đỉnh cao của em Lâm Hùng. Dạ em cảm ơn anh. Cái này là trước khi em viết bài này là em, bây giờ cái tin nhắn vẫn còn luôn. Em gửi anh ông thầy em là anh Đồng Giao á. Thầy ơi có bài này hay lắm, em gửi cho thầy nghe. Xong em hát, em ghi âm luôn. Mà đặc biệt cái bài này á là có nhiều kỷ niệm lắm. Em ở chung cư, em ở căn hộ, cho nên em canh trời mưa, cái em lên em ngồi mình, em đặt máy em quay, mình em vậy đó, em hát nghiêu ngao đó. Mà mình đâu có cái thao tác mình đâu có quen đâu anh. Cái mình vừa lên đó mình đặt máy xong là trời mặt trời lặn đi xuống. Mà làm 5-7 ngày đó, tới chừng ngày mà em mời Châu lên nóc đó là phải trèo lên cái nóc nhà nữa, rồi đi lên đó phải trèo lên cái thang nữa, rồi lên đó ngồi cái Châu hỏi ủa đoàn phim ai quay đâu, cái em chỉ đó anh đoàn quay đông lắm, có 2 diễn viên với người quay. Em hết hồn, em nói ủa đoàn quay đâu Hùng đó. Có một người. Và em về là em dựng, em mời thằng em Tân bên Hào Phim về ở nhà em luôn. Và canh chạy mưa, hai đứa lên nóc nhà quay, xong rồi hết mưa đi xuống, rồi xong rồi tối xuống thì dựng luôn. Đó là dựng ra cái bài này, đúng có một người quay thôi, cái bài Em Đừng Đi này đó. Vậy mà thành công đó anh. Nhiều thành công. Nhiều khi mình làm hoành tráng cũng chưa chắc. Đúng rồi. Em em mua cái playcam luôn. Rồi em nó không dám bay bên chỗ nhà thờ đó. Em nói bay đi, trời mưa bay càng đẹp, bay hư bỏ. Tại vì mình đã xác định là mình tìm một cái cảnh cho đẹp rồi. Thật ra thì cái cảnh trong cái Em Đừng Đi của em thì có nhiều cái góc máy ông thầy em hay khen thì em cũng tự tin. Không mà thật sự đoàn quay ít nhưng mà ý tưởng của Hùng rất là hay. Ý quan tưởng là ý tưởng đúng đó, không? Ra anh như biết, vậy á. Anh biết lúc mà quay á là cái con đại bàng chứ không phải là con cú. Em thuê con đại bàng 500.000 mà lại nó không chịu bay. Hai chị em cứ trong cuộc nó không bay anh. Hai chị em cứ anh lên, hai chị em chắp tay vậy rồi hỏi bay chưa? Nó chưa bay. Mà vừa tắt máy cái nó bay, cái nó thôi dẹp luôn đi. Cái về em nói thằng em á, em lên trên mạng em tìm trên cái con gì đó. Nó là nơi có con cú, để vô cho. Trong sự nỗ lực còn có sự may mắn nữa. Đôi khi đầu tư nhiều quá cũng chưa chắc thành công. Nhưng chỉ cần một may mắn chút xíu thôi thì nó khác liền ha. Còn Bích Ly, khi nãy em hát bài đó thì em sống trong một không khí như thế nào, cảm xúc thế nào? Dạ em thấy nó kiểu nó huyền bí đó anh. Ma mị đúng không? Dạ nó ma mị đó anh. Cho nên là hồi nãy hát quá hát mà diễn cũng quá diễn luôn. Thật ra là chúng ta thấy được cái công của dàn dựng. Dạ đúng. Công của âm thanh, ánh sáng, khói lạnh, sân khấu, tất cả mọi người phía sau. Dạ. Hãy cho một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả ở những người phía sau. Dàn dựng quá xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn. Nhưng mà cho chị nhận xét nha. Bài này là bài của chị với anh Lâm Hùng hát. Bởi vậy em hát em rung lắm chị. Nhưng mà nó không phải khen chứ em hát hay á, ngọt ngào hơn. Thật sự hát ngọt ngào hơn chị luôn á. Nó cái giọng nó nghe nó truyền cảm hơn luôn á. Có nghĩa là cái luyến láy của em á, cái đuôi nó luyến ngọt hơn của chị nữa đó. Và em đừng đi, em phải đi. Đúng. Nhưng rồi. Mà tại vì em đã nghe, em học chị rất là nhiều để mà được hát như vậy. Em sẽ chẳng đi đâu người ơi. Đó, thật sự luôn á, em nghe chị hát mà em nổi da gà luôn á. Thật ra thì xem cái tiết mục vừa rồi anh cảm giác mình trở nên trẻ trung hơn. Cảm giác mình trở về cái thời đỉnh cao của âm nhạc trong cái giai đoạn đó nha, của Lâm Hùng cùng với Hoàng Châu. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Quay qua bên đây. Dạ. Bài của mình người ta hát rồi. Đúng. Hiểu không? Thì bây giờ mình phải nghĩ cái bài nào đó để cho Thái chọn nha. Đúng rồi. Chọn theo sở trường của Thái nha. Bây giờ em thấy là hai thầy trò mình có với nhau cũng rất là nhiều sản phẩm rồi. Nhưng mà có một cái ca khúc mà em cảm thấy rất là thích. Đó là cái bài Gõ Cửa Trái Tim. Chị thấy như thế nào? Được, bài này được. Bài này chị cũng thích lắm. Dạ, thì em cũng xin phép xin gửi tặng cho anh chị ở đây và tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Ký Ức Ngọt Ngào. Bài hát được mang tên Gõ Cửa Trái Tim. Gõ cửa trái tim van em được vào, dù tình xót đau chung thân huyệt đạo. Ngủ vui với chim táo nỗi niềm mắt xanh xao, nhưng anh vẫn ngóng tìm em mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hừng hờ, ngõ hồn tái tê năm canh thần thờ. Nhìn lòng mắt say tơ để một mối bơ phơ, khi không anh nhốt em trong đời chờ. Ôi cứ tim em bằng vàng, nên tiếng yêu nghe bè bao, để anh gõ cửa miên man mà em không chút hỏi han. Anh buồn lang thang, gõ cửa trái tim nghe xa nghìn chuông, đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng. Đàn lỡ phim sai cung tình này cũng mong lung, tim em ai quá để anh lạnh lùng. Gõ cửa trái tim sao em hừng hờ, ngõ hồn tái tê năm canh thần thờ. Nhìn lòng mắt sao tơi để một mối bơ phơ, khi không anh nhốt em trong đời chờ. Không chút hỏi han, anh buồn lang thang, gõ cửa trái tim nghe xa nghìn chuông, đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng. Đàn lỡ phim sai cung tình này cũng mong lung, tim em ai khóa để anh lạnh lùng. Đàn lỡ phím sai cung tình này cũng mong lung, tìm em ai khóa để anh lạnh. Đó, gõ cửa trái tim, hai trái tim nó đồng điệu với nhau, hai trái tim nó cùng sinh ra một định lý, đó là tình yêu. Rất là ngọt ngào luôn á. Hai chị em hát giống như đôi tình nhân vậy đó. Không, cái giọng của Thái rất là lực. Thái có một giọng rất là ấm áp, đúng truyền cảm. Đúng là sở trường của Thái luôn đó. Như anh nói nãy là chắc chắn bạn phải thêm một chút kỹ năng vô thì nó sẽ sinh động hơn cái phần biểu diễn nữa. Cái bài hát gõ cửa trái tim đó thì nó có kỷ niệm gì với em không Hoàng Châu? Thực sự thì cái bài hát này là em mê lâu lắm rồi. Em Duy Thái là có MV bài hát này rồi luôn. Thế khi mà hai chị em kết hợp thì em là người chọn những cái bài hát này đó, những cái bài hát mà em thích. Thì trong đó cái bài Gõ Cửa Trái Tim là cái bài em thích nhất. Đó, mà cũng không ngờ là hôm nay Thái lại đúng ý em lại chọn bài này để hát luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Gõ Cửa Trái Tim tuyệt vời, một tràng pháo tay nữa. Cảm ơn những giai điệu ngọt ngào từ Gõ Cửa Trái Tim với Hoàng Châu với Duy Thái. Trở lại với Ký ức ngọt ngào đó, tôi đã nghe Lâm Hùng nói trên 200 tác phẩm của bạn. Tôi có giữ ở đây chắc trăm mấy á. Wow. Nhiều lắm. Chỉ đi giờ em thấy sau lưng để... anh em tới đâu tiền để trong xe này nữa, nhưng mà thôi lấy như đây. Wow, trời trời. Đây, đây là album gì bạn có nhớ không? Album Vô Tình. Vô Tình, album 4 của em ạ. Đấy, album 4. Dạ. Bích Ly có cái album này không? Em có, nhưng mà em mua ở ngoài. Cái này là anh mua ở xe ba gác, còn này anh mua ở siêu thị. Wow, này, trời ơi. Này là bản gốc nha. Bản gốc. Đó. Trời ơi, cái này 2001 luôn á anh. Đúng rồi. Anh Linh. Đó là album gì? Dạ, album Hát Cho Một Dòng Sông. 20 năm rồi. Đây là một cái album mà phải nói là đánh dấu cái sự thay đổi sự nghiệp của em. Từ một chàng thuyền trưởng trở thành một ca sĩ. Và ở trong cái album 1 này chứa đựng rất nhiều cái kỷ niệm mà có rất nhiều ân nhân đã giúp em trong album này. Trong đó có anh Đồng Giao và chị Hoàng Châu. Và em nhìn em ngậm ngùi quá anh trai. Cái album này là hồi xưa Nguyễn Công Trí design cho em. Dạ. Một cái bài hát nào em thích nhất, một đoạn nào em thích nhất, em có thể hát nó để nhớ về cái ký ức đó gần 20 năm. Dạ, trong này em viết cũng hết gần 8 bài nhạc lời Việt. Tất cả Đêm Tình Yêu em cũng viết lời Việt nè, Vết Chân Thời Gian, Người Là Niềm Đau, Đêm Đổi Màu, Trái Tim Mùa Thu, Kiếp Phong Trần, Lặng Lẽ Mùa Đông, Nụ Hôn Lơ Đảng là em viết lời Việt hết. Hồi xưa em thích nhất là bài Người Là Niềm Đau của em. Anh Vĩnh Thuyên, đạo diễn Vĩnh Thuyên, ảnh hồi xưa là làm bên công ty của anh Đồng Giao, đưa em nguyên một cái đĩa nhạc ngoại. Thì mới chạy qua một nhạc sĩ khác nhờ viết. Thì qua bên đó thật sự ngày xưa mỗi lần viết nhạc là 1,5 triệu một bài. Em không có tiền anh Linh. Cái hai anh em về cái em nói anh Thuyên ơi thôi để em viết cho. Cái anh nói thôi được không ông? Cái em nói được, để em viết. Thì đêm đó em nằm em viết gần hết bài rồi. Thì còn cái câu cuối cùng đó là hỡi em yêu bí dặn luôn. Cái em nằm em ngủ tới sáng. Lúc đó em gọi ở nhà ông thầy mà mất xe. Cái em nghe anh Đăng Trường anh hát bài mãi mãi là niềm đau. Cái em mãi mãi là niềm đau, hỡi em yêu người là niềm đau. Trời em mừng quá. Em ghi mấy chữ cuối em chạy qua anh Vĩnh Thiên. Anh Thuyên em viết xong rồi em đi, mình đi thu. Chạy qua anh Việt Hùng thu. Em thu xong rồi bà đó em thu chừng không nhiều chứ thu cỡ 10 lần có. Hát khó quá. Lúc đó em hát mà em khang tiếng luôn. Bây giờ mình nghe lại trong cái bài Người Là Niềm Đau của em vẫn còn khàn. Bởi vì cái bài đó cao quá. Em sẽ hát một đoạn tặng anh ha. Em yêu ơi sao quên đi từng đêm mưa ưa cuộc tình mặn nồng ân ái đôi ta cuồng say quên đêm giá băng. Nay em đã ra đi vùi chôn dĩ vãng ngày nào hỡi em yêu người là niềm đau. Tôi cũng gửi lời cảm ơn Đăng Trường luôn. Bạn đã góp phần để làm nên thành công của Lâm Hùng. Dạ, cảm ơn bạn Tuấn luôn. Đấy, mỗi người một chút. Những ân nhân đó người ta không bao giờ quên đấy. Đây, thấy chưa? Thưa quý vị, trong sự nghiệp ca hát thì có rất nhiều anh chị em ra rất nhiều album. Nhưng mà hôm nay nhìn là những album từ năm 2000 đến giờ mà chương trình Ký ức ngọt ngào đã dành lại cho Lâm Hùng. Lâm Hùng thật là xúc động luôn đó. Một lần nữa xin cảm ơn chương trình, cảm ơn Quyền Linh rất nhiều. Thật ra anh cũng khoe tụi em là đó anh mượn tiền mua không đó, chắc còn thiếu đó. Anh Linh ơi, anh nói tới chữ mượn nợ thì em cũng xin nói luôn là cái album Vol 1 của em là rất nhiều kỷ niệm. Và em đã được rất nhiều mạnh thường quân giúp cho em để mà hoàn thành album này. Và trong chương trình Ký ức ngọt ngào này, chắc cho Lâm Hùng cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các mạnh thường quân nếu có xem chương trình đã ủng hộ cho Lâm Hùng từ những ngày đầu đi hát. Và đặc biệt anh Đồng Giao và chị Hoàng Châu. Và một điều không thể quên được đó là những khán giả đã ủng hộ Lâm Hùng từ những ngày đầu tiên đi hát cho đến bây giờ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thôi, đó là những cái kỷ vật mà chúng ta phải giữ trong mình, đừng bao giờ quên nó, giống như là nó là một người bạn đồng hành với chúng ta trong suốt một chặng đường rất là dài. Bây giờ sẽ là một kỷ vật khác. Tôi cất trong túi đây. Cái này của Hoàng Châu nha, lấy từ trong gò cửa trái tim. Anh lại hồi hộp quá. Wow. Wow, cái này lâu lắm rồi nha. Đồng hồ. Đây. Cái kỷ vật này nó liên quan điều gì không? Có liên quan rất là quan trọng tới cuộc đời của em luôn. Đây là món quà đầu tiên của một người quan trọng tặng cho em. Mà người đó là ảnh hưởng trên cái quá trình nghệ thuật của em suốt, từ khi em bắt đầu đi hát cho tới ngày hôm nay. Chắc là anh Linh với Lâm Hùng đoán được ai rồi đúng không? Người đó đưa cho anh đó. Ủa vậy hả? Ừ. Bởi vì em bất ngờ em nói ủa sao tự nhiên anh có. Anh ấy đưa cho anh đó. Thật sự thì nhạc sĩ Đồng Giao cũng là ông xã của em. Sự nghiệp của em bắt đầu, từ lúc bắt đầu cho tới hôm nay là ảnh là người góp phần rất là quan trọng. Những cái album đầu tiên ảnh làm cho em. Rồi sau đó thì mới tới là Trung tâm Mưa Bụi mời em hát. Sau đó thì cái thời mà Làn Sóng Xanh đó anh, lúc đó thì nhạc Bolero nó không còn được ưa chuộng nữa. Chính ảnh là cái người mà lèo lái cho Hoàng Châu qua cái dòng nhạc trẻ với cái album đầu tiên, đó là album Công chúa Hoàng Châu. Tại vì trong cái thời gian đó, năm 2000 thì phải, thì phim Công chúa Hoàng Châu là đang được khán giả rất là yêu mến. Thì ảnh mới nghĩ ra là ảnh phải tìm cái nhạc trong phim đó để mà viết lại lời Việt, phối âm lại và cho em hát. Đó là cái tên Hoàng Châu bắt đầu từ lúc đó, năm 2000. Sao cái Hoàng Châu đó anh mới tặng cái đồng hồ này không? Hay là anh tặng cái đồng hồ này trước khi cái tác phẩm đó? Trước luôn. Em có nhớ ngày nào và tại sao lại có cái đồng hồ này? Hình như là trúng cái đợt đĩa đó rồi mua luôn đó. Không phải đâu. Đó là cái lúc mà mới yêu nhau. Thì khoảng năm 96, cuối năm 96. Thì năm 97 là có một cái chuyến đi châu Âu. Lúc đó chưa có em đâu. Em chưa có đi chung. Chưa. Chuyến đi châu Âu thì lúc đó ảnh đi công việc của ảnh thôi, em không có đi. Thì ảnh đi công việc của ảnh thôi, thì sau đó ảnh về thì ảnh mới tặng cho em cái đồng hồ này. Đó là một cái món quà của mối tình kéo dài cho đến bây giờ. Đầu năm luôn. 97, dạ. Và chính mối tình đó, chính chiếc đồng hồ này đã tạo nên những giá trị âm nhạc, những cái sản phẩm âm nhạc rất là tuyệt vời. Một lần nữa thì cảm ơn ông xã của Hoàng Châu, Đồng Giao, đã có thêm một cái cánh tay đắc lực để có thêm nhiều tác phẩm cho nền âm nhạc nước nhà. Ảnh là người đồng hành với em suốt trong quá trình mà làm nghệ thuật luôn. Hùng biết nè, đi hát là ảnh đi theo, bảo vệ, lo lắng, chăm sóc. Anh Linh ơi, xem ra ảnh cũng hay chứ. Hả? Có cái đồng hồ mà dính luôn tới giờ, anh thấy không? Đấy, nè, nhắc là Duy Thái, ta gõ cửa trái tim bằng cái đồng hồ đó. Rồi thật sự thì mấy năm gần đây, trước đây thì là lúc nào cũng đi có đôi hết. Lâm Hùng là biết đi diễn tỉnh, đi khắp miền Trung, miền Tây, miền Bắc, đi xuyên Việt. Thì khoảng chừng 5-6 năm đổ lại đây thì Hoàng Châu ít có đi diễn xa nữa. Bởi vì lo cho gia đình nhiều hơn, con cái cũng lớn rồi nên đi học, cho nên Hoàng Châu phải ở nhà hát gần thôi chứ không đi xa nữa. Với ông xã cũng mở công ty phim rồi, công ty làm nhiều công ty lắm, cho nên không có còn thời gian để đi theo Hoàng Châu nữa. Nên thật ra là bây giờ mình trụ lại, mình ở Sài Gòn mình hát một vòng thôi, không còn đi xa. Khán giả tỉnh cứ hỏi là sao lâu quá Hoàng Châu không đi tỉnh. Anh nghĩ rằng đây là món quà rất là quý giá ngay những ngày đầu. Bây giờ có thay thế vào đó những cái đồng hồ đầy kim cương lấp lánh đi nữa thì nó cũng không bao giờ có giá trị. Đơn giản thôi, nó không có gọi là cái gì gọi là hiệu hay gì hết, nhưng mà mình rất là thích và mình cảm thấy nó rất là đẹp. Bao giờ cũng thế, ký ức ngọt ngào nó bao giờ cũng đẹp. Cái gì đầu tiên nó cũng nó cũng rất là cũng đẹp cả. Đẹp, giống như cái Vol 1 của em cũng vậy nữa. Cái đồng hồ đó cũng vậy. Và nhân đây thì cũng cho em xin được cảm ơn ông xã Đồng Giao. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng em suốt chặng đường nghệ thuật từ đó cho đến bây giờ, và cũng cho em những ký ức rất là ngọt ngào. Và cũng cảm ơn chương trình của mình đã cho em được hãnh diện và được xúc động với những cái gợi lại những ký ức mà em cảm thấy rất là hãnh diện và rất là xúc động. Cảm ơn chương trình Ký ức ngọt ngào rất nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những cảm xúc, những ký ức ngọt ngào của Lâm Hùng, của Hoàng Châu, của Bích Ly, của Duy Thái. Hy vọng rằng với những ký ức đó các bạn hãy giữ mãi nó. Nó sẽ là những cái niềm vui, những cái hành trang để chúng ta bước tiếp con đường mà chúng ta đã chọn. Mặc dù trên con đường đó rất nhiều phong ba bão tố. Hãy cố gắng lên các bạn nhé. Không là gì cả nếu như chúng ta có sự cố gắng và nỗ lực. Chúc cho Bích Ly cũng như là Duy Thái sẽ trở thành những ngôi sao sáng chói trên bầu trời nghệ thuật. Một lúc nào đó các bạn sẽ ngồi ở ghế mà chính các bạn là thần tượng của thế hệ trẻ hơn nữa. Cảm ơn anh ạ. Dạ, em xin cảm ơn anh. Các bạn trẻ nói gì đi nào. Dạ vâng ạ, em cũng xin cảm ơn đến chương trình Ký ức ngọt ngào đã cho em cơ hội ngồi ở đây và được đồng hành, được ngồi cùng với anh Lâm Hùng, anh Quyền Linh, chị Hoàng Châu. Đó là một điểm rất là vinh dự cho em. Dạ. Và lại còn được hát với các anh chị nữa, thật sự rất là hạnh phúc. Và ngồi ở đây thì em học hỏi thêm được rất là nhiều kinh nghiệm. Và em sẽ lấy đó làm hành trang và cố gắng thật nhiều hơn nữa, để một ngày nào đó thì em cũng sẽ được hào quang giống như các anh chị đã từng được. Dạ, em xin cảm ơn rất là nhiều. Anh nghĩ em sẽ làm được và hơn thế nữa. Duy Thái. Dạ, em thì hôm nay cảm xúc của em thì cũng giống như bạn Bích Ly. Thì thực sự em rất là vui và rất là hạnh diện khi mà ngày hôm nay em được hiện diện ở một cái chương trình Ký ức ngọt ngào, một cái chương trình truyền hình mà rất nhiều khán giả quan tâm và theo dõi, và đặc biệt là em được ngồi với những anh chị thần tượng của em từ rất là lâu rồi trong chương trình này. Thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai người thầy của em. Thứ nhất là đạo diễn Đồng Giao và chị Hoàng Châu đã dìu dắt em trong những cái bước đi đầu tiên vào nghề, từ lúc em từ ở dưới quê lên Sài Gòn. Và cũng nhờ đạo diễn Đồng Đăng Giao đã cho em những cái sản phẩm và đã đưa em đến gần khán giả hơn. Đến ngày hôm nay thì cũng rất nhiều khán giả đã biết đến tiếng hát của em. Và em cũng sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để bản thân em phát huy được trong cái nghề của mình. Và một mai này như anh Quyền Linh đã nói, thì tụi em mong muốn sẽ được ngồi ở đây, sẽ là một thần tượng của thế hệ phía sau, và cũng được kể về những kỷ niệm, những ký ức mà ngày hôm nay em ngồi đây với anh chị. Thật là xúc động. Em nãy giờ em ngồi đây em nhìn lên cái chương trình Ký ức ngọt ngào này, em cảm nhận mình đang rất là hạnh phúc. Có một điều gì đó mình cảm thấy may mắn và hãnh diện nữa. Em nhớ lại những ngày mà đầu tiên em được lên Sài Gòn, anh Vũ Linh anh có nói với em là anh giới thiệu em á, lần thứ nhất, lần thứ hai người ta vì anh người ta kêu em, nhưng lần thứ ba người ta có kêu em hay không nữa là do thực lực của em. Và ngày hôm nay em cảm nhận cái câu nói nó rất đúng. Với một chương trình mà để cho Lâm Hùng được khơi lại những kỷ niệm như thế này, thì Lâm Hùng không thể nào không nhắc đến một người đã rất là yêu mến Hùng, thương Hùng như là người em trong nhà, đó là anh nghệ sĩ Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã đem Hùng từ Kiên Giang lên đây để cho Hùng có được ngày hôm nay. Và trong chương trình Ký ức ngọt ngào này, Lâm Hùng hy vọng rằng những người em tiếp theo sẽ luôn luôn nhớ đến những người mà đã dìu dắt mình. Đó là cái tâm của trong nghề mình. Vì Thái nhớ lúc nào mình cũng tôn sư trọng đạo là mình sẽ thành công. Anh nghĩ đúng không anh Quyền Linh à? Xin cảm ơn chương trình Ký ức ngọt ngào đã cho Lâm Hùng và Hoàng Châu cũng như tất cả anh em được hội ngộ ngày hôm nay, tâm sự với khán giả. Anh nghĩ thế này, hôm nay tất cả những lời cảm ơn đó của các bạn nó sẽ trở thành một món quà mà các bạn sẽ biểu diễn trong ngày hôm nay để gửi tặng tất cả mọi người. Món quà đó nó sẽ cộng hưởng tất cả những bài hát mà các bạn thích. Các bạn sẽ match up lại với nhau. Đồng ý không? Dạ, đồng ý không Hùng? Đồng ý anh. Đồng ý nha, đồng ý. Bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của 4 nhân vật ngày hôm nay, với một bản phối match up mới nhất và lạ nhất, cũng độc nhất, chỉ có trong Ký ức ngọt ngào. Xin mời. Thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi, trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Người đi đi ngoài phố chừng bơ ngỡ bơ vơ, người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài, hình bóng cô người yêu xưa còn đâu còn đâu, tình duyên đã lỡ rồi. Thôi thế là thôi, là thế đó dĩ vãng là thơ, đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi, hiện tại ước mơ nhiều, cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu. Người đi đi ngoài phố chiều nắng tắt bên sông, người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa êm đêm, thành ghế đá chiều công viên ngày xưa ngày xưa ngày xưa đã hết rồi. Một mùa xuân nóng nào hai đứa ngắm hoa đào rơi, lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa. Sớm nỡ tôi tan đời ai không một lần, quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa. Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh, biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết tròn mộng đâu anh. Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tả từ, thành phố cũ người yêu xưa còn đâu giờ đây xin ra từ. Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tả từ, thành phố cũ người yêu xưa còn đâu giờ đây xin ra từ. Chuyện từ một đêm cuối nẻo một người tiễn một người đi, đẹp tựa bài thơ nỡ giữa đêm sương nỡ tận tâm hồn. Chuyện một mình tôi chép xong tâm tình tặng người chưa biết một lần, vì giây phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng tình yêu đẹp nghìn đời là tình yêu khi đơn côi. Để rồi làm sao quên, biết tên người quen, biết nẻo đi đường về, và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên. Ai lớn lên không từng hẹn hò, không từng yêu thay hoài công thôi. Phố đã vắng thưa rồi, biết rằng chẳng duyên thừa để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa. Ngày buồn dài lê thế, có hôm chợt nghe gió lành đâu tìm về, làm rét bước qua sông lén vào hồn, làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi. Vào chuyện từ khi khoác bờ vai một mình, áo dạ đường khuya, bồi hồi người trai hướng nẻo đêm sâu dòng tình yêu đầu. Vì con tìm nhau lối về ngõ hẹp còn chờ in dấu chân anh, niềm thương mến đó bây giờ vang nghìn đời, dù gió đua giạt dao còn đẹp như khi quen nhau. Nửa đêm lạnh qua tim giữa đường phố hoa đèn, có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếng bước buồn thế. Mến những người chưa quen, một người ở lại đèn trăng gối mộng, yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trai. Thôi thế là thôi, là thế đó dĩ vãng là thơ, đem thơ về ghép nhàn thành khúc tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi, hiện tại ước mơ nhiều, cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu. Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tả từ, thành phố người yêu xưa còn đâu, còn đâu, giờ đây xin giã từ. Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tả từ, thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu, giờ đây xin giã từ. Và mấy set này rất là sinh động ha, thế hệ đi trước, thế hệ đi sau rất là rõ ràng. Chúng ta hòa quyện với nhau để tạo thành một cái tác phẩm ngày hôm nay. Đó chính là những điều rất là ngọt ngào luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Hùng thấy thế nào? Em thấy rất là tuyệt vời cho ngày hôm nay, cho một cái chương trình mà để Lâm Hùng và Hoàng Châu cùng hai em Duy Thái và Bích Ly được tâm sự, truyền đạt, lắng nghe và học hỏi từ anh, từ em, từ tất cả những anh em với tất cả quý vị trong ngày hôm nay ở chương trình Ký ức ngọt ngào, một điều rất là tuyệt vời. Và điều tiếp theo thì chắc có lẽ Lâm Hùng và Hoàng Châu sẽ cố gắng nhiều hơn, sẽ không phụ lòng tất cả quý vị các bạn. Xin mời Hoàng Châu. Và Hoàng Châu cũng rất là cảm ơn chương trình Ký ức ngọt ngào đã cho Hoàng Châu được hoài niệm lại và được nhớ lại những ký ức, những cái hành trình mà mình đã đi qua, nhưng mà cái điều mà làm cho mình bây giờ nghĩ lại mình rất là hãnh diện và rất là xúc động. Cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Đây, một kỷ niệm rất là ngọt ngào của Ký ức ngọt ngào dành cho hai bạn. Cảm ơn anh, cảm ơn chương trình. Hy vọng rằng nó sẽ là món quà chúng ta để trong nhà để tôi nhắc nhớ về những ký ức ngọt ngào đó. Và tôi mong một ngày nào đó Quỳnh Linh sẽ gửi tặng hai bạn trẻ những ký ức đó. Dạ vâng ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Ký ức ngọt ngào. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty M&T Pictures thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật trên truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại ngày hôm sau vào lúc 13 giờ thứ hai trên truyền hình Vĩnh Long 2. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại tuần sau với Ký ức ngọt ngào. Xin chào.